sẽ luôn luôn là người giảng dễ hiểu nhất và nhanh nhất. Thầy còn là một người thầy tâm lý, thầy Ngọ. Ngọ là một trong những giáo viên mà em từng học, em cảm thấy là rất tâm huyết về nghề. Thầy luôn luôn tìm hiểu cái phương pháp dạy tốt nhất, hay nhất, ngắn nhất, hữu hiệu nhất để cho em thể tiếp thu một cách tốt nhất. Nhưng mà thầy thường xuyên là hỏi là sinh viên có hiểu bài không, nếu mà có không hiểu thì sẵn sàng giảng lại rất là nhiều lời cảnh cáo em nhé. Alo, thầy chào tất cả các em ạ. Thầy chào, chào bạn nhá. Cảm ơn bạn đã xem video intro đầu tiên của thầy. Thầy làm để cho danh những bạn mà vì quá lên hai đúng không? Quá để qua qua thầy một chút. Dạ, bạn xem. Hôm nay thì thầy sẽ xem lại là buổi đầu tiên dạ. Rồi bây giờ nó không bị vòng nữa đâu ạ. Lúc này thầy quên tắt mic ạ. Rồi, mic váng quá thầy ạ. Ok, được rồi nhá, được rồi. Alo. Sorry các em, lúc này thầy bật nhầm một chút nên nó hơi bị vòng một chút. Được chưa? Thì bây giờ nó sẽ không bị vòng nữa. Đấy. Bây giờ thầy nói lại nhé, chắc là từng nãy giờ bị vòng nên là thầy nói không ai nghe nhỉ. Rồi, thầy thấy làm gì nhỉ? Hôm nay sẽ là buổi đầu tiên thầy lại cho 2K4. Đấy chứ ạ. Và rồi, chào Ngọc Khánh á, chào Huy, chào Giang, chào Tấm nhá. Rồi, chào tất cả các em. Rồi, chào một số anh chị 2K3 vào xem nữa này. Chào Trung, chào Minh Anh ạ. Chào tất cả các anh chị nhá. Chào Thùy Dương, chào Thanh Hoa. Đấy. Thì ngày hôm nay thầy sẽ lái cho cả bạn 2K4 đúng không? Thì cách đây vài hôm ấy thì thầy biết điểm của anh chị 2K3 rồi. Và bây giờ thì thầy mới bắt đầu yên tâm để có thể tập trung đúng không? Và tập trung cho 2K4. Được chưa? Và hôm nay sẽ là buổi đầu tiên thì thầy sẽ làm một chuỗi những buổi để chúng ta lấy cái nền tảng môn lý. Tại sao ạ? Tại vì các em 2K4 ấy thì các em mới bắt đầu. Và 2K4 mới bắt đầu thì có những cái kiến thức mà các em chưa nắm được. Thì các em giống như kiểu là lúc khởi đầu thì phải có người hướng dẫn ấy. Thì thầy sẽ làm những cái buổi hướng dẫn đấy để các em 2K4 có thể theo được cả một cái năm học, đúng không? Thì các em có thể xem thầy giống như một môi lửa đấy, để một năm tới thì các em bùng cháy kiểu như thế. Được chưa? Đấy. Được không ạ? Rồi nhá. Rất là nhiều comment. Rồi, chào bạn Thanh Tâm nhá. Chào các em. Các anh chị 2K3 cũng có anh chị vẫn vào xem đúng không? Rồi, thực chất thì thầy cũng đã dạy buổi thứ tư ở trong nhóm lớp ợp cũng giống như là lớp live của thầy rồi. Đấy, thời gian dịch bệnh nên là thầy dạy livestream cho cả lớp ợp và cả lớp livestream của thầy luôn. Đấy, lớp livestream thì tất nhiên là học cả năm rồi. Thì kiến thức mà các em xem ở trong đề này ấy, thì nếu như bạn nào đã là học sinh của thầy xem trong đề này ấy, thì có thể các bạn sẽ thấy rất là quen thuộc bởi vì thầy đã dạy các em rồi. Đấy, còn buổi live này thì có hai mục đích, vừa cho những bạn đã học kiến thức rồi tổng ôn, và mục đích thứ hai đó chính là dành cho những bạn mà mới bắt đầu môn lý cũng có thể khởi đầu được, đúng không? Tất nhiên môn lý là một cái môn mà chúng ta
cũng phải đầu tư một cách bài bản một chút. Nên là ví dụ như bạn nào bị mất gốc môn lý, hoặc là bạn nào đang gặp những cái vấn đề môn lý như là học chưa hiểu lắm, đúng không? Thì và tất nhiên là chưa phải là học sinh của thầy nhé, thì các bạn có thể inbox cho thầy, thầy sẽ có thể chỉ cho các em cái cách học, đúng không? Và cũng giống như là gửi những cái tài liệu để các em có thể lấy được cái nền tảng của môn lý, được chưa? Ngoài những cái buổi live stream của thầy, thì các bạn có thể inbox vào page của thầy, được chưa các em nha? Hoặc là inbox vào Facebook cá nhân thầy, được chưa? Rồi. Đấy thì đó chính là một chút lời tâm sự trước khi ấy. Rồi. Anh Đoàn Đức Huy này. Rồi. Rồi bây giờ thì các bạn hãy cắt tứ ấy. Các bạn hãy cắt tứ, các bạn có thể chia sẻ về tường, cũng giống như là để chúng ta lưu lại cái chuỗi lấy nền tảng môn lý của thầy, được chưa? Tức là thầy sẽ làm một cái chuỗi video chữa bài tập dạy lý thuyết để các em có thể lấy được nền tảng môn lý. Thì các bạn muốn có một cái hệ thống thì các bạn nên lưu về tường, đúng không? Để các bạn xem lại. Cũng giống như là các bạn có thể lưu lại để các bạn có thể chia sẻ về tường để cho những người bạn của các em có những người có nhu cầu học môn lý, đúng không? Thì cũng có thể gì các em nha, là làm học được cái khóa nền tảng của thầy, được chưa? Rồi. Thầy chào tất cả các bạn học sinh cũ của thầy, học sinh mới của thầy và những học bạn học sinh cũng chưa bao giờ nhìn thấy thầy. À đâu, nhìn thấy thầy lần đầu, được chưa? Chào tất cả các em nhá. Chào tất cả các em ạ. Rồi. Đấy thì các bạn nhớ là các bạn nào muốn lấy gốc môn lý, lấy nền tảng môn lý thì các bạn có thể inbox vào Facebook cá nhân thầy, hoặc các bạn có thể gì các em nhá, inbox vào fanpage của thầy. Thầy chia sẻ một bộ tài liệu hoàn toàn free, đúng không? Giai đoạn dịch bệnh này thì khó khăn rồi ạ. Chia sẻ một đoàn tài liệu hoàn toàn free đấy cho các em, được chưa? Còn tất cả những bạn học sinh ợp của thầy ấy thì hãy xem cái đề này, học sinh 2K4 ợp lại của thầy đã theo học thầy, được chưa? Thì các bạn có thể xem đề này, đúng không? Các bạn có thể xem đề này là một đề tổng ôn những kiến thức mà các em đã được học, được không? Được chưa? Rồi ok, thầy chào Thú nha, chào Bách ạ. Thầy chào bạn Đặng Ngọc Khánh ạ. Bạn Đặng Ngọc Khánh hôm nay, năm nay là em đang gì các em nhỉ? 2K4 hay là 2K3 bao nhiêu nhỉ? Rồi, bây giờ thì thầy sẽ không gì nhỉ, nói chuyện quá nhiều nữa, đúng không? Chúng ta sẽ tập trung vào bài luôn, được không ạ? Tập trung vào bài luôn nhá. Thầy sẽ bắt đầu tập trung vào bài ạ. Các bạn biết là để học tốt được môn lý ấy, thì các bạn cần phải có một cái lộ trình, cần phải có một cái lộ trình, được chưa? Và cái lộ trình của chúng ta đưa ra là nó phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Chúng ta biết là muốn xây một cái tòa nhà cao tầng, đúng không? Thì chúng ta cần phải gì ạ? Xây từ những viên gạch nhỏ nhất. Đấy, và những cái viên gạch nhỏ nhất nó chắc chắn thì chắc chắn là tòa nhà cao tầng nó sẽ chắc, đúng không ạ? Rồi. Bây giờ kiến thức môn lý ấy thì thầy sẽ, hôm nay là buổi live buổi đầu tiên. Chính vì thế mà thầy sẽ cho các em biết là chúng ta cần phải học cái gì, được chưa? Rồi. Kiến thức môn lý lớp 12, lý lớp 12 thì chương đầu tiên đó chính là chương dao động cơ. Chương dao động cơ. Dao động cơ. Và một số gì các em nhà sách thì người ta sẽ nói là dao động điều hòa, được chưa? Rồi. Rồi dao động điều hòa, được chưa? Thì cái chương dao động cơ này các em khởi đầu đó chính là chúng ta học về dao động. Những dao động là một phần của chuyển động, một phần của chuyển động. Một phần của chuyển động các em nhá. Thực chất ấy thì các bạn đã học phần chuyển động này ở lớp 10 rồi. Đúng không? Ở lớp 10 chúng ta học rồi ạ. Các bạn học chuyển động này ở lớp 10 thì chúng ta học cái gì các em nhỉ? Học về dao động đều à, học về chuyển động thẳng đều này, chuyển động biến đổi đều này, chuyển động tròn đều này. Được chưa các em nhỉ? Nhưng mà các bạn biết là chuyển động ấy thì trong những chuyển động của lớp 10 mà thầy vừa nhắc ấy thì có một chuyển động, đó là chuyển động tròn đều. Là một cái loại chuyển động cực kỳ quan trọng. Tại sao thầy nói nó quan trọng? Tại vì chuyển động tròn đều có thể được gọi là mẹ đẻ, là cha đẻ của dao động điều hòa, của dao động cơ. Nên các bạn muốn học tốt dao động cơ thì bắt buộc các bạn phải nắm lại được kiến thức của phần chuyển động tròn đều. Được chưa các em nhá? Rồi. Chuyển động tròn đều nhá. Các em muốn nắm chắc được dao động cơ thì các em phải nắm được phần chuyển động tròn đều. Rồi, thầy chào chị Nguyễn Thanh Bình ạ. Đấy, thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về chuyển động tròn đều trước ạ. Chuyển động tròn đều. Chuyển động tròn đều. Rồi, thì chuyển động tròn đều thì thầy cũng đã chuẩn bị những bài tập của phần chuyển động tròn đều ở đây. Và những bài tập này sẽ từ từ một dẫn dắt các em đến những kiến thức mới. Để cho các em nha. Rồi, dẫn dắt các em đến kiến thức mới. Thì phần chuyển động tròn đều này các em nhé, chúng ta cần phải nhớ những cái gì? Được rồi, thầy sẽ nói nhanh một chút về lý thuyết ạ.
Còn nếu như bạn nào muốn biết kỹ lý thuyết thì các bạn phải gì các em nhà học một cách bài bản cơ, đúng không ạ? Đấy, còn đây là thầy sẽ nói nhanh nhắc lại lý thuyết của chuyển động tròn đều một chút. Chuyển động tròn đều có quỹ đạo là đường tròn, có quỹ đạo là đường tròn, đúng không? Và tâm là tâm O, bán kính là R. Đây là chuyển động tròn đều. Thế chuyển động tròn đều nó được đặc trưng bởi những đại lượng như là gì các em nhỉ? Tần số góc. Tần số góc. Đúng không ạ? Tốc độ góc. Tốc độ góc. Hay là vận tốc góc. Vận tốc góc. Thì các bạn biết này, ở đây chúng ta có ba cái tên. Nhưng mà ba cái tên này ấy, thì nó chỉ nói đến đúng một vấn đề, đó chính là omega. Và đơn vị của omega là radian trên giây. Tần số góc này có ý nghĩa là gì các em? Nó được hiểu là góc quét trong một đơn vị thời gian. Đấy nhá, là nữa làm bài tập chúng ta sẽ hiểu hơn ạ. Đấy, chúng ta làm sẽ làm bài tập hiểu hơn. Rồi, cái thứ hai là chu kỳ. Chu kỳ. Chu kỳ. Chu kỳ là thời gian để nó quét được một vòng. Để cho các em nhá, chu kỳ T bằng 2π chia cho gì? Omega. Cái thứ ba là tần số, tần số. Các bạn biết là do đây là đầu năm học đúng không? Sẽ có nhiều bạn là chưa tiếp xúc môn lý, sẽ bỡ ngỡ. Chính vì thế mà trước khi mà thầy giảng bài tập ấy, thì thầy sẽ lướt nhanh lý thuyết một chút. Còn nếu như bạn nào muốn biết nó lý thuyết nó kỹ càng hơn thì các bạn inbox cho thầy, thầy sẽ gửi cho các em một cái khóa học nền tảng. Được chưa? Hiện tại thì thầy đang hoàn toàn free khóa học nền tảng đấy. Để cho các em nha. Rồi, thì tần số F nó sẽ bằng 1 trên chu kỳ T và bằng omega chia 2pi. Tần số là số vòng vật quét được trong một đơn vị thời gian. Đấy, tần số là số vòng vật quét được trong một đơn vị thời gian. Nhưng mà nếu như một đơn vị thời gian được tính là một giây, tức là số vòng vật quét được trong một giây, thì lúc đấy đơn vị của nó sẽ là Hz. Lưu ý nhé, tần số chỉ có đơn vị là Hz nếu như số vòng vật quét được trong một giây, đúng không? Tính theo đơn vị là Hz các em nhé. Rồi, cái thứ ba này, đó chính là góc quét. Góc quét. Góc quét. Góc quét alpha thì nó sẽ bằng omega nhân với thời gian t. Góc quét được thì bằng góc quét được trong một giây nhân với thời gian t. Được chưa? Cái thứ tư đó chính là bốn cái này là quan trọng nhất rồi các em này. Bốn cái này là quan trọng nhất rồi nhé. Đấy. Thì ngoài ra thì còn có hai cái nữa mà chúng ta cần phải nhớ. Đó là phần tốc độ dài. Tốc độ dài. Đấy, tốc độ dài có ký hiệu là v và bằng omega bình omega nhân với r. Đấy, tốc độ dài là omega nhân r. Omega là tần số góc nhân với bán kính. Và phần tiếp theo đó chính là phần liên quan đến gia tốc, gia tốc và gia tốc hướng tâm, hướng tâm. Thì gia tốc hướng tâm nó sẽ là công thức là a bằng v bình phương chia cho r hoặc là omega bình phương nhân r. Đấy, thì các bạn biết là gì nhỉ? Thầy vừa lướt qua kiến thức cho các em một chút. Rồi, thầy chào anh Vũ Tú nhá. Chào chào anh ạ. Rồi. Rồi, chào các em nhá. Thầy đang đọc comment của các em thì lát nữa thầy chữa bài tập. Các em có thể comment đúng không? Để thầy biết là các bạn đang học đến đâu rồi, để cho các em nhá. Rồi. Thì đây chính là những cái phần kiến thức mà thầy đã dạy rất kỹ ở lớp ợp rồi nhá, ở lớp live rồi, ở lớp ợp này, đúng không? Còn đây là một số bạn có thể thầy đang live công khai, thầy đang live trực tiếp. Thì một số bạn có thể xem thầy lần đầu. Thì các bạn có thể lưu lại những kiến thức này để chúng ta làm bài tập, đúng không ạ? Và mỗi một cái phần kiến thức như thế, thầy sẽ ra những cái phần ví dụ bài tập để dẫn dắt các em đến con đường mới. Được chưa? Rồi, bắt đầu nhá. Bắt đầu chúng ta đi bài tập này. Câu 1, các bạn đọc rõ câu 1 không ạ? À quên mất, các bạn muốn có được link đề ấy, thì các bạn vui lòng vào đây cho thầy nhá. Đấy, thầy sẽ gửi link đề cho các em trước ạ. Link đề thì thầy cũng đã đăng ở các nhóm trước khi thầy like. Nhưng có thể là một số bạn bây giờ mới bắt đầu xem like đúng không? Thì các bạn có thể vào đây để các bạn lấy link đề nhá. Các bạn cho thầy 10 giây, thầy lấy link đề cho những bạn mà chưa được gì các em nhà. Chưa được có link, chưa có link đề nhá. Thầy sẽ đợi cho thầy 10 giây ạ. Đây. Còn 9 giây ạ. Còn 8 giây ạ. Đây, còn 7 giây. Link đề các bạn nhá, còn 5 giây nhá. Link đề ngày hôm nay này. Thì thầy sẽ ghim link đề ở đây đúng không? Thầy sẽ ghim link đề ở trên comment. Được chưa? Thì bạn nào muốn có link đề thì các bạn hãy
gì ạ, vào phần comment của thầy để các bạn lấy link đây nhá. Rồi thầy xác nhận kết bạn của em đi. Ok em nhá, em cứ gửi lời kết bạn thì thầy sẽ kết bạn cùng với em được không ạ? Rồi bạn nào chưa chia sẻ về tường để tạo thành một cái chuỗi lấy nền tảng thì các bạn nhớ nhá, chia sẻ về tường ạ. Và thầy sẽ lại chuỗi lấy nền tảng 3 buổi ở trong tuần này vào 8 giờ tối thứ ba, tối thứ tư, thầy nói nhầm ạ, tối thứ ba, tối thứ năm và tối thứ chủ nhật, tối thứ ba, tối thứ năm và tối chủ nhật, các bạn nhớ lịch nhá. Rồi bắt đầu ạ. Rồi cảm ơn anh Vũ Tú đúng không, học thầy là trung lý đấy. Rồi cảm ơn anh PR cho thầy nhiều quá. Rồi bắt đầu các bạn nhá, các bạn nhìn rõ đề chưa? Trước khi bắt đầu chữa bài tập thì thầy hỏi một chút là các bạn nhìn rõ đề chưa và âm thanh các bạn cũng đã rõ chưa? Nếu như các bạn rõ rồi, các bạn thấy ok cả hình ảnh cả âm thanh rồi đấy chưa, thì các bạn comment cho thầy một dòng, đó chính là sẵn sàng đúng không, sẵn sàng để chúng ta bắt đầu một cái buổi học thật là hiệu quả đấy các em nhá. Các bạn comment sẵn sàng giúp thầy nhá, để thầy biết là các bạn đã sẵn sàng và mọi thứ đã ổn, âm thanh hình ảnh đúng không, đấy, các kiểu đã ổn ạ. Các bạn comment sẵn sàng được không ạ, những bạn đang xem ạ, comment sẵn sàng được không ạ? Ok rồi, Hoài Thu comment sẵn sàng rồi ạ. Ừ. Rồi Hàn Ngọc Long, rồi tốt ạ, thầy rất là muốn các bạn học sinh đang theo học ở thầy trong các nhóm kín thì cũng vào xem để chúng ta ôn tập lại được chưa ạ. Bạn Ngọc Đức đấy, sẵn sàng rồi ạ. Bạn Phạm Bảo Nguyên, ok em. Ok rồi. Đấy, ở đây thầy sẽ ghim cái link link đây lại cho em nhá. Thầy sẽ ghim cái link đây lại rồi ạ. Rồi ok, sẵn sàng chưa ạ? Rồi bắt đầu nhá. Rất là nhiều bạn comment sẵn sàng rồi ạ. Chúng ta bắt đầu luôn ạ. Đầu tiên chúng ta bắt đầu với câu 1. Cái phần kiến thức thì thầy đã nói lúc đầu rồi ạ. Câu 1 như sau em. Một vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính là 15 cm, tức là chúng ta có R bằng 15 em này. Đấy chưa? R bằng 15. Tốc độ, nếu như người ta chỉ nói tốc độ thì ý của người ta đang nói về tốc độ dài em nhé, chứ không phải là tốc độ góc, đúng không? Tốc độ dài là V bằng 0,3 mét trên giây, đây là cm. Ở đây trước khi làm bài này các em chú ý này, nếu như các em không nắm được đây là tốc độ gì, tốc độ góc hay là tốc độ dài, thì các em hãy nhìn vào, các em hãy nhìn vào gì các em nhỉ, cái đơn vị của nó. Đơn vị của nó đây là mét trên giây. Về mét trên giây ở đây thì nó được hiểu là tốc độ dài các em nhé. Còn những tốc độ góc thì đơn vị của nó phải là radian chia giây. Được chưa? Rồi. Và cái thứ hai khi chúng ta làm bài ấy, thì các em phải chú ý là hai thằng này nó chưa cùng đơn vị. Đúng không ạ? Một thằng này đơn vị là cm, thằng này đơn vị là mét trên giây. Thì thầy sẽ đổi thằng này về đơn vị là mét các bạn nhé, 0,15 m. Thì lúc này bây giờ chúng ta mới bắt đầu tính. Đầu tiên là người ta hỏi tốc độ góc. Ok. Tốc độ góc là omega bằng vận tốc dài chia cho bán kính R. Đấy, và cái này bằng bao nhiêu các em? Bằng bao nhiêu ạ? V chia R thì V ở đây là gì? 0,3 này. Mà chia R là 0,15. 0,3 chia 0,15. Và thầy nghĩ là cái này chúng ta không phải bấm máy tính đâu nha. Thì các em ra được là 2 gì các em nhỉ? Radian trên giây. Cái thứ hai nó hỏi về giá tốc của vật. Giá tốc này chúng ta vẫn đang nói về vật chuyển động tròn đều các em nhá. Chúng ta đang vẫn đang nói về chuyển động tròn đều. Thì giá tốc của vật nó sẽ bằng omega bình phương nhân với R. Đấy chứ? Hoặc là V bình phương chia R. Nói chung là có hai công thức đấy, các bạn cần phải nắm được. Thì cái này nó sẽ đấy, chúng ta sẽ có bằng bao nhiêu các em? Nó sẽ bằng bao nhiêu ạ? V bình ở đây là 0,3 bình em này, và chia cho bán kính R là chia 0,15. Và câu chuyện là chúng ta phải bấm máy tính đúng không? Để thầy lấy máy tính chút nha. Quên mất chưa lấy máy tính. Đấy. Rồi, mà chúng ta lại bấm này 0,3 bình ạ. Mà chúng ta chưa 0,15 thì các em ra được 0,6 đúng không ạ? 0,6. Với cái này chúng ta ra được đáp án là 0,6 ạ. 0,6 mét trên giây bình phương. Rất tốt ạ. C. Rồi, 1C. Ok, rất là nhiều bạn comment C rồi ạ. Ngọc Mai, Hàn Ngọc Long, đa số là những học sinh đang theo học thầy trong các nhóm kín đúng không? Thì những bạn mà chưa theo học thầy trong các nhóm kín thì các bạn có thể gì nhỉ? Đây, câu này dễ quá nhá. Câu 2 này. Một chất điểm chuyển động tròn đều vẫn là đang là vật chuyển động tròn đều ạ. Nắm bài tập đầu tiên, thầy chưa hề nói đến cái phần dao động điều hòa, mà thầy chỉ nói về phần chuyển động tròn đều cái đã nhé. Đấy, bởi vì thầy như thầy nói đâu giờ, chuyển động tròn đều là cha đẻ
là mẹ đẻ của dao động điều hòa. Rồi thầy chào chị Bùi Trâm, được chưa? Với tần số là 10 Hz thì người ta hỏi là tần số góc. Vậy quan hệ của tần số góc và tần số là gì các em? Tần số góc nó sẽ bằng 2 nhân pi nhân f, đúng không? Và cái này là bằng bao nhiêu? 2 nhân pi là nhân 3,14 và nhân thêm 10. Đấy, tần số bằng 10. Thì rất đơn giản là chúng ta có thể bấm máy tính hoặc có thể nhầm. Thì các em sẽ ra được đáp án câu này là gì nhỉ? 2 nhân 10 là 20, 20 nhân với gì ạ? 3,14. Và chúng ta chọn được đáp án gì các em ơi? D, chuẩn luôn, đúng rồi. Rất là nhiều bạn comment đúng ạ. Thật là hạnh phúc, để cho các em nha. Chọn D nha các bạn, chọn D. Rồi, câu 3 các em. Câu 3 ạ. Câu 3 nào. Đây, câu 3 như sau ạ. Một vật chuyển động tròn đều, đây vật chuyển động tròn đều ạ. Tốc độ góc là 2π radian trên giây. Trong khoảng thời gian là gì ạ? 5 phần 12 giây thì bán kính cúi đảo quét được một góc bằng bao nhiêu? Câu này người ta mới cho omega là bằng 2π các em, radian trên giây. Và người ta cho thời gian là 5 phần 12 giây thì người ta lại hỏi góc quét. Đúng không? Thì câu này chọn gì các bạn nhỉ? Các bạn comment xem nào. Câu này chọn gì ạ? Câu này rất dễ đúng không? Chúng ta chỉ cần nắm được công thức của góc quét và thời gian là được. Vậy góc quét của chúng ta nó sẽ bằng omega nhân gì các em? Nhân t. Đấy chứ ạ? Và omega nhân t thì nó sẽ bằng gì các em nhỉ? Chúng ta hiểu công thức này như thế nào? Góc quét thì bằng góc quét trong một giây mà nhân với gì các em? Số giây. Đấy chứ ạ? Và chúng ta tức là nhân với thời gian đấy. Đây, chúng ta lấy 2π này. Chúng ta nhân với 5 phần 12 này. Và thầy nghĩ là chúng ta không nên làm dùng máy tính, đúng không? Cái gì nhầm được thì cứ nhầm. Đấy chứ ạ? Các em ra được bao nhiêu các em? Các bạn đã được bao nhiêu nhỉ? Các bạn đã được là 5 x 2 là 10 đúng không? 10 phần 12. Và 10 phần 12 là 5 phần gì? 6π. Cái câu này chọn gì các em nhỉ? B. B. Cực kỳ easy luôn. B nhá. Câu này chọn B ạ. Câu tiếp theo các em. Câu tiếp theo ạ. Câu tiếp theo như sau. Câu 4 ạ. Câu 4 ạ. Rồi, thầy chào Mai Linh nhá. Lâu lắm là không được nhìn thấy học sinh ở của thầy, nhớ quá. Mong gì là được hết dịch đúng không? Để được đi học dài lại cả các em. Rất là nhớ học sinh ợp luôn. Đấy chứ? Và tất nhiên là đấy, cực kỳ nhớ luôn ạ. Câu 4 nào. Một vật chuyển động tròn đều với chu kỳ T. Thời gian để bán kính quỹ đạo quét một góc 270 độ. Các bạn biết thế nào gọi là quét 270 ạ? Quét 270 tức là chúng ta sẽ có này. Chúng ta biết là một chu kỳ 360 độ này thì nó quét trong một chu kỳ. Bây giờ 270 độ thì nó sẽ quét trong thời gian là bao nhiêu? Thì công thức tính thời gian khi người ta cho chu kỳ, được chưa? Đó là công thức này các em này. Chúng ta lấy góc quét mà chia cho 360 mà nhân với chu kỳ T. Nếu như góc quét này cho độ thì các em chia 360. Còn nếu như góc quét này mà cho radian thì các bạn chia 2π nhé, nhân T là được. Đó, thì rất là đơn giản thôi. Một công việc cực kỳ đơn giản. Và cái này ra bằng bao nhiêu các em? Thời gian thì bằng góc quét mà chia 360 nhân T. Và cái này bằng 270 chia 360 nhân chu kỳ T. Và công việc của bạn là bấm máy tính và chúng ta sẽ được là 3/4 chu kỳ, tức là 0,75 chu kỳ T. Được chưa các bạn nhá? Và 0,75 thì câu này đảm bảo là gì các em ơi? A nhá, chọn A. Được không? Nếu như bạn nào chưa biết, bạn nào chưa nắm được thì thầy khuyên là những cái công thức mà thầy viết ra đây các bạn nên ghi lại. Đó, các bạn nên ghi lại nhá. Rồi. Câu 5 ạ. Câu 5 như sau các em. Chúng ta sang câu 5 nào. Một vật chuyển động tròn đều, một vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo có bán kính là 8 cm và tốc độ là 16 pi. Chúng ta có r bằng 8 cm các em này, 8 cm nhá. Tốc độ dài là v bằng 16 pi radian trên giây, cm trên giây. Người ta bảo là gì? Thời gian để bán kính quét một góc là 90 độ. Đúng không? Thời gian để quét một góc 90 độ. Được chưa? Thì các bạn biết là gì nhỉ? Thời gian quét một góc 90 chính là bằng 90 mà chia cho gì các em? 360 mà nhân với chu kỳ T. Các bạn biết là 90 độ nó chính là 1/4 của vòng đúng không hả? 90 độ là 1/4 vòng. Thì cái này nó sẽ là bằng 1/4 chu kỳ luôn. Vậy vấn đề chúng ta tìm được chu kỳ là được. Chu kỳ ấy thì nó lại bằng 2π mà chia cho omega. Chu kỳ đúng không? Là 2π chia omega này. Rồi chia 4 nữa này. Vậy cái này nó trở thành là pi trên cho 2 omega. Vậy thời gian t ở đây bằng gì? Pi trên 2 nhân với 1 trên omega. Thì vấn đề bây giờ chúng ta chỉ cần tìm được omega nữa là xong.
Đúng không? Vậy omega tìm kiểu gì các em? Chúng ta có V là có tốc độ dài và có bán kính R. Thì tất nhiên chúng ta sẽ tìm được omega nó sẽ bằng V mà chia R. Và cái này bằng mấy các em nhỉ? 16 pi. Mà chia cho 8 pi, à chia 8 thì cái này bằng 2 pi. Cái này bằng 2 pi thì cái này nó sẽ bằng pi trên 2 mà nhân với 1 trên gì các em nhỉ? 2 pi. Thì các em ra được 1/4 giây. Được chưa? Và 1/4 giây thì nó sẽ tương đương với là gì các em nhỉ? Là rồi, thầy trao Diều Linh nha. 1/4 giây tương đương với đáp án là gì các em? C. Đúng rồi. Rất là nhiều bạn đang tham gia comment tuyệt vời. Các bạn biết là gì nhỉ? Ở trong các nhóm kín ấy thì thầy hay gì nhỉ? Thầy hay chữa, tức là ra bài tập xong rồi thầy chữa bài và ra các em nộp bài thì các em phải có bài chữa đấy đúng không? Còn ở trên page này thì thầy sẽ chữa trực tiếp nhá. Còn một năm nữa là ôn thi đại học, à đâu, một năm nữa là 2-4 thi đại học rồi, cố lên nhá. Một năm nữa là thi đại học rồi, chưa đầy một năm đúng không? Đâu đâu khoảng 11 tháng, đúng không? Đấy, cố lên các bạn nhá. Nếu như các bạn, bây giờ ví dụ như chúng ta muốn có động lực, mỗi khi mà chúng ta bị mất tập trung ấy, mà chúng ta muốn có động lực để chúng ta đỗ đại học ấy, thì thầy khuyên các em là chúng ta cứ hiểu cho thầy một vấn đề, đó là khi chúng ta đỗ đại học ấy, đấy, thì cánh cửa cuộc đời của bạn sẽ mở rộng, mở rất là rộng luôn ạ. Và sau này thì sự thành công hay thất bại của bạn thì tất nhiên nó không phải là 100% phụ thuộc vào đại học, nhưng mà nó có đến khoảng 10%, đúng không? Là phụ thuộc vào cái cánh cổng của đại học của các em, phụ thuộc vào cái môi trường của bạn. Người ta nghiên cứu thế này em này, người thành công ấy thì có 5% là nỗ lực và 95% là phụ thuộc vào môi trường. Thì các bạn muốn vào được cái đại học tốt thì các bạn mới có được cái môi trường tốt. Thì thầy khuyên các bạn là mỗi khi chúng ta nhụt chí, các bạn hãy nhớ là chúng ta phải cố gắng đỗ đại học để được vào những cái môi trường tốt, nó quyết định cái sự thành công của các em sau này rất là nhiều. Để cho các em nha. Rồi, chào anh Vũ Tú nhá, lại PR cho thầy rồi, ngắm thầy là có động lực cả các em ạ. Ok, anh Vũ Tú là học sinh cũ của thầy, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang gì nhỉ? Đó là nắm câu hỏi đầu tiên, là nắm câu hỏi mà thầy nói về cái phần chuyển động tròn đều, đúng không? Bây giờ thầy sẽ sang nắm câu tiếp theo. Thì nắm câu tiếp theo ấy, thì thầy sẽ nói về bản chất của dao động điều hòa. Đấy chứ? Vậy thì trước khi mà nói về bản chất của dao động điều hòa ấy, thì thầy sẽ cho các em xem một đoạn clip sau đây. Đấy, đoạn, chúng ta xem một đoạn clip nhá, xem một đoạn ngắn thôi. Đợi đây tí, thầy bật nhầm. Đây, trên màn hình của các bạn ấy thì đang hiện ra một cái đoạn clip. Và tất nhiên là cái này thì chúng ta nhìn cho thầy, đúng không? Thì các bạn phải nhìn vào điểm M ấy. Thì các bạn nhận ra điểm M là điểm mà chuyển động tròn đều. Và cụ thể là điểm M trong trường hợp này thì nó đang chuyển động tròn đều và ngược chiều kim đồng hồ. Được chưa? Điểm M đang chuyển động tròn đều, ngược chiều kim đồng hồ, đúng không? Nhưng mà cái mà chúng ta quan tâm nhiều hơn ấy, là chúng ta hãy nhìn vào cho thầy điểm P. Điểm P ấy, khi mà điểm M, thầy bật lại, khi mà điểm M các bạn nhé, nó chuyển động tròn đều, thì điểm P là hình chiếu của M trên vòng tròn. Và hình chiếu này thì nó đang dao động điều gì? Nó đang dao động điều hòa các em ạ. Nó đang dao động điều hòa. Đấy. Và các em nhìn thấy là khi điểm M nó quét phía trên vòng tròn thì điểm P nó đi theo chiều âm. Còn khi điểm M mà quét phía dưới vòng tròn thì điểm P nó đang đi theo chiều dương. Đấy. Thì gió của bạn mới bắt đầu nên là thầy sẽ nói quá phần lý thuyết một chút, được không ạ? Đấy, nhìn thấy không? Đây là chúng ta chú ý nhá. Bây giờ thầy tắt đi và quay lại về lý thuyết này. Lý thuyết phần này là được hiểu như sau các em này. Đây, thầy đang vẽ một vòng tròn và đây là điểm M các bạn. Đây là điểm M này. Điểm M ấy thì nó sẽ chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Và các em nhớ giúp thầy, đó chính là trong chương trình vật lý 12 ấy, thì chúng ta chỉ xét điểm M chuyển động ngược chiều kim đồng hồ thôi các em nhé. Chúng ta chỉ xét điểm M ngược chiều kim đồng hồ thôi. Đây điểm M đấy. Được chưa? Và khi điểm M nó quét ngược chiều kim đồng hồ ấy thì hình chiếu của nó là điểm P. Các bạn tưởng tượng này, tay trái của thầy là điểm M này. Tay đấy, điểm M này. Được chưa? Và điểm P nó sẽ lắc đi, lắc lại, đúng không? Hình chiếu này, điểm P này. M chuyển động thì P cũng chuyển động. Và P nó sẽ lắc đi lắc lại và nó sẽ dao động điều hòa. Và khi nó dao động điều hòa thì nó sẽ có đặc điểm, đó chính là chúng ta sẽ có cái bản chất của dao động cơ, bản chất của dao động điều hòa nó chính là hình chiếu của vật chuyển động tròn đều.
ngược chiều kim đồng hồ, ngược chiều nhé, chúng ta quy ước là điểm M nó chuyển đồng ngược chiều kém nhé. Rồi ok, những bạn học sinh ở của thầy ấy đúng không, các bạn có thể lưu lại với tương, các bạn xem lại đúng không, hoặc là chúng ta có thể lưu lại với tương để sau này các bạn của cùng lớp của các em chưa được đi học ở trên trường đúng, đang nghỉ dịch thì cũng có thể khởi đầu đúng không, để cho không bị lãng phí thời gian để cho các em nhá. Tiếp nhá, đấy nó chuyển đồng tròn đều như thế. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy là gì ạ, có một vấn đề đó chính là chúng ta sẽ bắt đầu làm những bài tập liên quan đến điểm M và điểm P này. Nhưng mà trước khi làm thì thầy sẽ nốt cho em một số chú ý thế này này. Đây là tấm vòng tròn em nhé, đây là tấm vòng tròn này. Và tấm này là tấm O. Và sau này người ta sẽ gắn một hệ trục tọa độ là hệ x phẩy OX. Hệ trục tọa độ x phẩy OX là hệ trục tọa độ nằm ngang hướng sang phải. Và hệ trục tọa độ này ấy, nó có phần dương là sang phải và phần âm là sang trái. Tức là nếu như điểm M nằm đấy cả hạn thì thằng này nó sẽ có tọa độ là gì nhỉ? X bằng dương OP. Được chưa? X bằng dương OP. Nhưng mà ví dụ điểm M nó quay sang đây các em nhé. Điểm M nó quay sang đây. Thì chiều xuống đây các em này. Thì X là tọa độ của điểm P ấy. Thầy sẽ đặt tọa độ của điểm P là X. Thì nó sẽ bằng là âm OP trừ độ dài OP. Đúng không? Đó là tọa độ các em nhé. Rồi. Thì đó là một chút chú ý thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào thực tế những dạng bài tập liên quan đến thằng này. Rồi. Bắt đầu nhá. Hãy cả tư mới bắt đầu có những câu hỏi nào cần hỏi thầy về cách học, về tất tật tật, các bạn có thể để lại dưới comment. Thầy sẽ ghi ghém nhà trả lời cho các em vào cuối giờ. Đấy ạ, sau khi thầy lái xong nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ câu 6 này, câu 6 này. Chúng ta sẽ đọc câu 6 này như sau ạ. Chúng ta nhìn thấy đây không ạ, câu 6 này. Điểm A chuyển đồng tròn đều trên quỹ đạo có bán kính 12 cm. Ok, thầy vẽ điểm A nhá. Bán kính 12 cm này, 12 cm. Đây là điểm A này. B là hình chiếu của A lên đường kính của quỹ đạo. Sao cho góc O trùng vào tấm quỹ đạo. Góc O đây các em này, trùng vào tấm này. Khi điểm A ở vị trí mà bán kính hợp với trục OX một góc 135 độ, thì tọa độ của điểm P bằng. Tức là ý người ta nói là gì các em nhỉ? Khi điểm A hợp với trục OX một góc 135 độ. Đây góc này, đây OA này. OA hợp với OX một góc là 135 độ. 135 độ. Thì lúc đấy người ta mới hỏi là hình chiếu của nó có tọa độ là bao nhiêu. Đúng không? Thì rất đơn giản các bạn, hình chiếu của nó tọa độ bao nhiêu rất đơn giản các bạn nhé. Chúng ta có thể nhìn như sau. Đây, hình chiếu của nó sẽ có tọa độ là, chúng ta chiếu xuống đây này, thì chúng ta được điểm B. Và nhìn vào đấy thì chắc chắn là điểm này nó sẽ có tọa độ âm được em đúng không? Tọa độ âm. Những cái bài tập như thế này nó sẽ rất tốt cho những bạn mới khởi đầu nhé. Hoặc là cũng là những bạn đã bắt đầu nhưng mà ôn lại kiến thức, đúng không? Thì thầy hỏi một chút là cái tọa độ này nó sẽ âm hay dương em nhỉ? Chắc chắn là tọa độ này nó âm đúng không? Đúng không em? Bởi vì nó nằm ở phần gì? Phần âm. Được chưa? Rồi và âm gì? Âm độ dài đoạn này em này. Âm OA, âm OB này em. Âm OB. Mà âm OB tức là nó sẽ bằng âm của OA mà nhân với cốt góc này. Cốt góc này. Các em nhìn vào tam giác là OBA đúng không? Thì OB nó sẽ bằng OA nhân với cốt góc này. Và góc này là 45 độ ạ. Còn nếu như bạn nào vẫn chưa biết được là tại sao OB lại bằng OA nhân với cốt 45, thì thầy nghĩ là các bạn nên học tốt môn toán trước khi chúng ta đi học môn lý. Được chưa? Tức là các em phải học tốt môn toán cái đã. Vậy thì cái này nó bằng OA nhân với cốt 45 các em nhá. 45. Và tất nhiên chúng ta bấm máy tính ạ. OA là bán kính của nó. Và bán kính của nó là 12 các em này. Bán kính 12. Đấy, thì chúng ta lấy 12 nhân với cốt 45. Thì cốt 45 chúng ta có thể bấm máy tính, hoặc là nhiều bạn giống như kiểu là nhiều bạn mà thầy đã dạy trong nhóm kín thì thầy đã bay cho cách nhớ rồi. Thì cốt 45 nó sẽ là căn 2 trên gì? Trên 2. Và cái này nó sẽ ra trừ 6 căn gì các em nhỉ? Trừ 6 căn 2. Được chưa? Và trừ 6 căn 2 thì thầy thấy là Ngọc Long, Ngọc Đức này. Đấy, comment đúng rồi. Đế nhá các bạn, trừ 6 căn 2. Đế nhá. Rồi. Các bạn học lớp lái và học lớp apply của thầy đừng quên rằng là tối mai chúng ta sẽ có một buổi học chính thức đúng không? Lúc 8 giờ tối ở trong nhóm kín nhé. Và buổi học ngày mai là cực kỳ quan trọng luôn ạ. Nói chung là hầu như buổi 12 nào thì cũng quan trọng cả thôi. Các bạn bỏ đi một buổi là các bạn sẽ yếu. Các bạn sẽ rất yếu kiến thức. Các bạn sẽ không theo được đâu. Nên các bạn phải kiên trì.
phải kiên định, đúng không? Thầy tặng cho các em một cái câu này nhé: kiên định, kiên trì, kỷ luật. Ba cái đấy là giống nhau, và ba cái đấy nó chính là cầu nối giữa hành động và thành công. Để cho em nhá, giữa hành động và thành công thì kiên trì, kiên định, đúng không? Nhiều bạn hành động nhưng mà chỉ hành động được vài ba hôm thôi rồi lười ngay. Nhiều bạn thì người ta hành động cả một cái năm trời, cả một cái năm rất là cố gắng, lúc đấy mới thành công được. Thì đấy người ta gọi là hành động một cách kiên định. Và hành động một cách kiên định thì cái chữ kiên định đấy nó là cầu nối giữa hành động và thành công. Nhà em, nhiều người hành động nhưng mà không thành công, bởi vì người ta hành động một cách hời hợt. Đấy, đấy, người ta bị nhiều cám dỗ nhá. Rồi, chúng ta sang câu 7 ạ. 7 là gì các em? 7 là gì? Câu 7 nhá. Xét điểm M. Còn thấy đúng không ạ? Kiên định nhá, nhớ kiên định ạ. Xét điểm M chuyển động tròn đều như hình vẽ. Ok, điểm M này, chuyển động tròn đều này. Và đây là đáng chuyển động tròn đều ngược chiều kim đồng hồ các em nhá. Bán kính quỹ đạo là 5 cm. Ok, bán kính 5 cm. Rồi tiếp. Điểm P là hình chiếu của M khi góc alpha bằng âm 135 độ. Thì tọa độ hình chiếu chuyển động của P là bao nhiêu? Rồi, câu này chúng ta chú ý này. Ở đây có một cái góc âm. Đấy. Thì cái dương và cái âm nó khác gì nhau các em? Cái dương và cái âm khác gì nhau? Chúng ta chú ý này. Alpha mà dương ấy, góc mà dương ấy thì điểm M nó sẽ nằm ở phía trên của vòng tròn. Còn nếu như alpha mà âm ấy thì điểm M nó sẽ nằm ở phía dưới của vòng tròn. Đấy ạ, nó sẽ nằm ở phía dưới. Vậy thì chúng ta nhớ là cái góc này âm là 135 này. 135 này. Thì cái dấu âm này nó thể hiện nó lệch về phía dưới. Được chưa? Và người ta bảo là tọa độ của nó thì lúc đấy điểm M nằm đây em này. Và khi điểm M nằm đây thì chúng ta sẽ chiếu lên đây là được điểm P. Được chưa? Và các em đừng quên rằng là điểm M này nó đang chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Đúng không ạ? Điểm M này đang chuyển động ngược chiều kim đồng hồ. Và khi điểm M chuyển động ngược chiều kim đồng hồ và chúng ta chiếu lên điểm P đây. Thì điểm P này đang đi theo chiều nào các em? Đang đi theo chiều nào nhỉ? Một số bàn con tròn B, một số bàn tròn A này, đang đi theo chiều nào ạ? Chiều nào các em? Các bạn nhìn thấy là gì? Khi điểm M, các bạn lưu ý là điểm M chỉ chuyển động ngược chiều kim đồng hồ thôi nhá. Điểm M chuyển động ngược chiều kim đồng hồ thế này này. Thì lúc đấy chúng ta chiếu lên điểm P nó sẽ đi theo chiều dương. Điểm P nó sẽ đi theo chiều dương. Đó, điểm P đi theo chiều dương nhá. Và điểm P đi theo chiều dương ấy thì chúng ta sẽ loại đáp án B này, loại đáp án D này. Ok chưa ạ? Các bạn tưởng tượng được không ạ? Điểm M chuyển động phía dưới này thì điểm P chuyển động theo chiều dương. Rồi, vậy tọa độ bằng bao nhiêu đây? Đoạn này là ấm rồi các bạn nhá, chắc chắn là tọa độ ấm rồi. X ở đây bằng trừ OP, đúng không? Ấm OP. Mà OP này ấy, thì lại bằng OM. Đấy, thì cái này bằng trừ OM này. Nhấp được cốt bao nhiêu độ các em nhá? Góc này 135 đúng chưa? Thì góc này này. Đấy. OP bằng OM nhân cốt góc này. Và góc này là sẽ là 45 độ. 45 độ. Và cái này bằng trừ này. OM là bán kính của nó là 5 cm, bán kính 5 cm. Đúng không? 5 cm này. 5 nhân với cốt 45 là căn 2 trên 2. Và cái em xe đã được âm 5 căn 2. À xin lỗi, âm 2,5 căn 2. Âm 2,5 căn 2. Được chưa? Và âm 2,5 căn 2 thì chúng ta sẽ chọn đáp án là gì các em ơi? À. Đúng không? À. Đấy thì các bạn chọn A là chuẩn rồi. Chuẩn luôn, không cần chỉnh, chỉnh cái sai ngay. Được chưa? Chọn A là chuẩn luôn các em nhá. Ok, chuẩn rồi, chọn A chuẩn rồi ạ. Ờ, chiều dương nhá, nó đi theo chiều dương đúng rồi, chọn A nhá, chuẩn rồi ạ. Vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn A các em nhé. Tọa độ là âm này. Đúng không? Và đi theo chiều dương. Rồi. Thì cái điều lưu ý khi làm câu này chúng ta nhớ là cái chỗ này các bạn nhá, cái chỗ âm 135 này là thể hiện nó lệch về phía dưới vòng tròn, tức là M nằm ở phía dưới. OM hợp với OX một góc âm, âm là lệch về phía dưới, được chưa? Rồi. Chúng ta sang câu tiếp theo là câu 8 các em, câu 8 này. 8 này. Câu 8 như sau ạ. Câu 8 này chọn gì các em nhỉ? Câu 8 này chọn gì ạ? 8 này các bạn đọc đi ạ, chọn gì ạ? Các bạn đọc rõ đây không ạ? Thầy đang in đề rất là kỹ để các bạn đọc rõ đây đúng không ạ? Câu 8 này các bạn chọn gì ạ? Câu 8 nhá, câu 8 chọn gì em nhá, thầy bắt đầu này. Câu 8 chọn gì ạ? Comment xem nào. Xét một điểm M chuyển động tròn đều có tâm trung vào góc tọa độ, bán kính quỹ đạo là 6 cm. Ok. P là hình chiếu của M trên trục OX. Thực chất thì câu mấy cái câu đầu này thì chúng ta đọc nhanh thôi đúng không? Tại một thời điểm mà P có lý độ bằng âm 3, đúng không? Và đi theo chiều dương. Tròn chiều dương tính góc ngược chiều kim đồng hồ. Rồi. Góc tạo bởi OM với OX.
Đây chúng ta có này. D nó là cho bán kính là 6 này, thầy tóm tắt D nhá. Đây. Bán kính là 6 này. 6, đúng không? Bán kính là 6 này. O M là 6. Rồi tiếp này. Tại thời điểm P có tọa độ là -3. -3 ở đâu các em nhỉ? Đoạn này có độ là 6 thì đoạn này cũng có độ ra là 6, -3 nằm đây các em, -3. Đúng không? -3 thì các em lưu ý là đây là điểm P. Tức là bài toán này là một bài toán ngược. Bình thường là bài toán nào nó sẽ cho gì? Cho M trước và tính P. Bây giờ câu này nó lại cho là P và tính M, cho P tính M. Thì các bạn tìm kiểu gì? Chúng ta sẽ có P rồi nhá. Chúng ta sẽ làm như sau ạ. Chúng ta sẽ lấy hình chiếu, chúng ta sẽ dựng một đường thẳng. Và đường thẳng này vuông góc với trục nằm ngang, tức là trục OX đấy. Đúng không? Và đi qua P. Đấy, chúng ta sẽ lấy một đường thẳng vuông góc với trục OX đi qua P. Đường thẳng này cắt vòng tròn tại hai điểm. Và nếu như điểm M nằm đấy các em này. Đấy, đây chỉ là hai điểm M rồi. Và nếu như điểm M nằm đấy các bạn nhá. Thì lúc đấy chiều xuống đây, điểm M đang chuyển động thế này đúng không? Thì nó sẽ đi theo chiều âm. Còn nếu như điểm M nằm đây thì chiều lên đây, điểm P nó sẽ đi theo chiều dương. Đúng không? Và các bạn biết là đề bài nó bảo gì? Đề bài nó bảo là đang đi theo chiều dương. Được chưa? Mà đề bài bảo là gì? Đề bài bảo là đang đi theo chiều dương thì chứng tỏ chúng ta phải lấy có P rồi thì chúng ta phải lấy M nằm ở phía dưới, đúng không? M nằm ở phía dưới. Đây OM đây các em. Đấy và chúng ta sẽ tính này. Chắc chắn cái góc này là OM này. Là góc hợp bởi OM với OX này. Ở đây D nó bảo là góc tạo bởi vector OM và OX. Thì góc này chúng ta chắc chắn là âm rồi. Thì âm bao nhiêu độ ạ? Chúng ta sẽ tính góc này bao nhiêu độ nhá. Đâu ạ? Muốn tìm được góc này thì các bạn phải tìm được góc này này. Đúng không? Và góc này thì bằng cái gì? Thầy đặt góc này là gì các em nhỉ? Gamma đi. Thầy đặt là góc này gamma đi được không? Thì thầy sẽ có cốt gamma bằng gì? Cốt thì bằng kê mà chia huyền. Đúng không? Đây là kê này, kê là mấy đấy các em? Kê này có độ dài là 3 này, tức là bằng OP này mà chia cho OM này. OP mà chia OM. Tuy rằng điểm P ở đây nó có tọa độ là -3, đúng không? Nhưng các em lưu ý là điểm P ở đây nó có tọa độ là -3. Nhưng mà độ dài OP thì phải có tọa độ là mấy các em nhỉ? Có độ dài là 3 mà chia OM là 6 và cái này bằng 1/2. Vậy sẽ ra góc alpha bằng 120 độ. À thầy nói nhầm, góc alpha bằng 60 độ. À xin lỗi, góc gamma bằng 60 độ. Đấy, góc gamma bằng 60. Được chưa? Mà góc gamma này là 60 thì thằng này nó sẽ là 120 độ. Đấy, thằng này sẽ là 120 độ. Nhưng mà 120 độ này lệch về phía dưới nên chúng ta được hiểu là âm 120 độ. Được không em nhỉ? Vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là D của bạn nhé, chọn D. Đấy, chúng ta cứ làm từ từ đúng không? Dừng một đường thẳng qua cắt vòng tròn tại hai điểm. P đi theo chiều dương, M nằm ở phía dưới. M nằm ở phía dưới thì chúng ta sẽ lấy góc này 120 độ, đúng không? Rồi. Bạn nào đang xem like cho thầy một like ở trên fanpage nhá. Học phí ngày hôm nay là một like à? Học phí ngày hôm nay là một like nhá, một like thôi ạ. Một like có quá khó khăn được các em không nhỉ? Đó là câu 8 các bạn nhá. Còn bây giờ là câu 9 ạ. Bây giờ câu 9 ạ. Rồi, câu 9 nào. Câu 9, các bạn đọc đề xem câu 9 đáp án là bao nhiêu ạ? Câu 9 nào. Câu 9 như sau các em. Rồi. Xét điểm M chuyển động tròn đều với bán kính bằng 6 cm. Đó, câu 9, còn comment nhánh xem đó là gì nào. Điểm M chuyển động tròn đều với bán kính là 6 cm. P là hình chiếu của M lên trục OX. Đây, P là hình chiếu của M lên trục OX. P là hình chiếu của M lên trục OX. Xác định khoảng cách giữa P1 và P2 lần lượt là hình chiếu của M ở hai thời điểm như hình vẽ. Tức là ý người ta nói là gì các em nhỉ? Ý người ta nói là gì ạ? Khi M nằm đây thì chiều xuống đây là P1 này. Và khi M nằm đây thì chiều lên đây là P2 này. Và yêu cầu của đề bài là xác định khoảng cách của đoạn này. Đó, phải xác định khoảng cách đoạn này. Ui, câu này chắc là quá đơn giản đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ có này. XP1 là tọa độ khi nó nằm ở P1 nhá. Thì nó là dương OP1. Bởi vì nó dương đúng không? Nó nằm ở phân dương. Và dương OP1 thì chính là OM. Các bạn nhớ là OM này này. OM này này thì nó chính là bằng 6. Đúng không? Bởi vì bán kính bằng 6 mà. Vậy thì OM bằng 6 nhá. OM là 6 ạ. Thì OM nó là 6 này.
nhân với gì em nhỉ? Chúng ta có OP1 này nhá, OP1 này thì bằng OM nhân cos 60. OM cos 60. Thì các em sẽ ra được là 3 cm. Đúng không? Dương 3 này. Được chưa các em nhá? Rồi. XP2, XP2 này. Thế XP2 bằng gì? XP2 ấy thì là cái đoạn này các em này. XP2 là tọa độ của điểm P2. Và tọa độ của điểm P2 nó âm hay dương các em nhỉ? Tọa độ của điểm P2 nó sẽ âm rồi. Nó sẽ âm. Đấy. 9B ạ, ôi. Tất cả các bạn học sinh ở của thầy đều trả lời rất là tốt đúng không? Đây, XP2 này. XP2 này thì nó sẽ là âm này. Thì âm bao nhiêu? Âm OP2. Và cái này nó sẽ bằng âm của OM mà nhân với cos 45. Và các em đừng quên là OM đấy chính là bằng 6 nhá. 6 này nhân cos 45. Và các em sẽ được là âm của 3 căn 2. Âm 3 căn 2. Được chưa? Vậy thằng này có tọa độ là âm 3 căn 2 các em này. Còn thằng này có tọa độ là dương 3 các em này. Vậy thì khoảng cách cái đoạn này bằng bao nhiêu? Ồ, quá dễ. Quá dễ các bạn nhé. Quá dễ. Ok chưa? Vậy khoảng cách này bằng bao nhiêu các em nhỉ? Khoảng cách ở đây nó chính là bằng 3 trừ của trừ 3 căn 2. Đúng không? Đấy. Tức là chúng ta đang lấy x1 trừ x2 đấy. X1 trừ x2. Nhưng mà trừ của trừ thì tất nhiên nó thành thành gì các em nhỉ? Thành cộng. Và nó sẽ được 3 cộng 3 căn 2. Và 3 cộng 3 căn 2 chúng ta có thể không nhầm được thì chúng ta bấm máy tính một chút, đúng không? Thì 3 cộng 3 căn 2 bằng 7,24. B các bạn nhá, B. Chuẩn rồi ạ. Thế thế là các bạn comment đáp án đều rất là tốt, đúng không? Rồi, chuẩn. Rồi, tiếp nhá, câu 10 nào, 10 nào. Câu 10 này cũng là cái câu cuối cùng mà liên quan đến hình chiếu của trần tròn đều của giữa điểm M và điểm P. Thì thầy sáng thầy sẽ sáng những câu tiếp theo thì chắc chắn là D nó sẽ khó hơn nữa, nó hay hơn nữa, đúng không? Thực chất là chưa khó đâu ạ. Câu 10 đây đã bạn đang xin em ơi, câu 10 nào. Chúng ta làm một số câu để chúng ta hiểu về hình chiếu trước nhá. Câu 10 này. Xét điểm M chuyển đồng tròn đều có bán kính quỹ đạo là 10 cm. Bán kính quỹ đạo là 10 cm. Như hình vẽ. Ok. P là hình chiếu của M. Ok luôn. Đấy nhá. Thời điểm T1 M đang nằm trên trục OX. Thời điểm T2 hình chiếu của M trên trục OX cách M1. Đấy. À là 16 cm. Rồi ok. Xác định góc tạo đời OM2 và OX. Ok, xong nhá. Xong nhá. Câu này như thế nào các em? Câu này chọn gì ạ? 10 có một số bạn chọn C, một số bạn một bạn chọn B. Rồi thầy sẽ chọn đáp án là gì là đúng đáp án nhá. Ok, được chưa ạ? Rồi, thầy không biết là thầy đang livestream và thầy đang nói bằng một cái chất giọng live giữa quê hương của thầy và Hà Nội thì không biết là các bạn có nghe rõ được không ạ? Đấy, đây là cái chất giọng khá là quen thuộc mỗi khi các em nhìn thấy thầy rồi đúng không? Và hàng nghìn anh chị 2K3 khóa trước đã nghe rất rõ thì thầy nghĩ là không có lý do gì mà các em nghe không rõ cả đúng không? Không biết các bạn có nghe rõ không nhỉ? Rồi chúng ta sẽ comment xem thầy các bạn có nghe rõ không ạ? Đây chúng ta có này. OM2 và đây OM. Thế bây giờ người ta hỏi là xác định đúng không? Góc hợp bởi OM2 và OX tức là góc này các em. Góc này. Và lúc này thì người ta bảo là gì? Bán kính quỹ đạo là 10 các bạn này, 10 này. Nhưng mà người ta bảo là gì? À ở thời điểm T2 hình chiếu của M tức là ở thời điểm T2 này các em này. Hình chiếu của M. Hình chiếu của M nhá, hình chiếu của M này. Hình chiếu của M chiếu xuống là P này. Cách M1 16 cm. Đó, cách M1 với cách thằng nào? Cách M1 là cách này. Tức là đoạn này nó sẽ bằng 16 các em này. Đoạn này nó sẽ bằng 16. Mà đoạn này bằng 16 thì chúng ta nhầm một chút nhá. Đoạn này bằng 16, chúng ta nhầm một chút này. Đoạn này của chúng ta là 10 này. Đoạn này chúng ta là 10 này. Vậy đoạn này chúng ta còn là 6. Đó, OP là bằng 6. Và OP bằng 6 thì các em sẽ tìm được góc này. Thầy đặt là gamma đi. Đó, thầy đặt gamma góc này nhá. Vậy cốt góc này thì bằng 6 mà chia 10. Chúng ta có này, cốt gamma bằng 6 chia 10 và bằng 0,6. Và cốt gamma bằng 0,6 thì các bạn sẽ được gamma bằng bao nhiêu độ ạ? Ship cốt nhá. Ok, cảm ơn Nám nhá. À đâu? Lóng chứ, Nám là anh trai của em. Ôi, thầy toàn nhầm thôi. Các bạn biết là gì nhỉ? Thầy có dạy thầy thường dạy cả anh cả em.
đúng không? Anh học thầy thì thường là em cũng học thầy, nên là thầy hay nhầm tên giữa anh và em. Ship code 0,6, ship code 0,6 chúng ta sẽ được 53 độ em, 53,1 độ. Và chúng ta khi chúng ta được gamma bằng 53,1 thì các bạn sẽ có được alpha, đấy chưa? Vậy alpha là góc hợp bởi OM2 và OX thì nó sẽ được là 180 mà trừ đi cho 53,1. Và câu chuyện còn lại là chúng ta chỉ cần đưa máy tính ra và bấm tích tích tích, đúng không? Thì các em sẽ ra được là C các bạn nhá. C. C nha các bạn. C chuẩn luôn. Rồi. C. Lúc này có một số bạn nhầm lẫn một chút nhá, thì các bạn có thể sửa lại đáp án C nhá. Đó là 10 rồi ạ. Rồi, sau khi mà chúng ta đi được 10 câu rồi ấy, thì bây giờ thầy sẽ đi sang phần tiếp theo. Thầy sẽ đi sang phần tiếp theo. Đấy, thì phần tiếp theo ấy là phần mà thầy sẽ nói trực tiếp về một phần lý thuyết. Thì trước khi mà đi chữa bài tập của những câu từ 11 đến câu 20, đúng không? Thì thầy sẽ, hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập từ 1 đến 20 các bạn nhé. Tức là chúng ta sẽ chữa 20 câu trước. Thế thì để thầy có thể chữa tiếp từ 11 đến 20 ấy, thì bắt đầu chúng ta sẽ đi đến phần quan trọng em này. Chúng ta đang trải qua từng nấc thang, đúng không? Nấc thang đầu tiên là chuyển động tròn đều. Nấc thang thứ hai đó là hình chiếu của chuyển động tròn đều. Và nấc thang thứ ba ấy, đó chính là nói về phương trình hình chiếu. Rồi chúng ta sẽ nói về phương trình của P. Thầy sẽ nói phần lý thuyết một chút này. Phần lý thuyết này, chúng ta có điểm M ấy, điểm M này này, thì điểm M này chuyển động tròn đều, và khi điểm M chiếu xuống thì chúng ta được điểm P, đây là O, đúng không? Đây là O này. Thế bây giờ chúng ta có OM ấy, nó là bán kính R, nhưng mà sau này thì người ta sẽ thay đổi cái bán kính R này thành một chữ cái khác, đó là chữ A, chữ A các bạn nhé. Và các em biết là gì nhỉ? Cái đoạn OM này các bạn này, xin lỗi, đoạn này nhé, đoạn này các bạn nhé. Người ta sẽ gắn một hệ trục tọa độ là hệ trục tọa độ x'OX có chiều dương hướng sang phải và hình chiếu của M là P, thì người ta gọi là, người ta gọi tọa độ của P, tọa độ. Và sau này lên lớp 12 thì người ta gọi là lý độ các em, lý độ của P, của P. Nhớ nhá, P này là hình chiếu của M này. Thì lý độ của P được biểu diễn bằng công thức là x bằng gì các em? A cos omega t cộng phi. Bạn nào đã theo thầy ở trong các lớp live, đúng không? Và lớp ợp thì chắc chắn là phương trình này của bạn đã nắm rất chắc rồi. Cái buổi học vừa rồi, đúng không? Thầy đã nói với cái này rồi. Thì bạn nào mà chưa thể nắm được cái phương trình này thì các bạn cần phải đầu tư một cách bài bản để chúng ta học tập cho nó thật hiệu quả. Đấy nhá. Rồi, thì trong đó A này các bạn gì? A là cái gì các em nhỉ? A chính là bán kính OM. Omega này chính là tần số góc của điểm M. T là thời gian rồi ạ. Còn phi là cái gì? Phi này là góc hợp bởi OM và OX lúc T bằng 0. Lúc gì em nhà? T bằng 0. Còn omega T cộng phi thì người ta gọi là góc hợp bởi OM với OX ở thời điểm T. Thời điểm T. Các bạn nhớ nhé. Thầy đang nhắc nhanh kiến thức để làm bài tập thôi nhé. Còn thực chất là những cái phần bài tập này các bạn muốn nắm thật chắc được thì bắt buộc các bạn cần phải có những cái buổi học rất là dài. Được không? Đấy. Đấy, OM với OX ở thời điểm T. Rồi. Và phí này thì người ta gọi là phá ban đầu, đúng không? Còn omega T cộng phí này thì người ta gọi đó là phá dao động. Thằng này gọi là phá dao động em này. Phá dao động. Được chưa? Và thằng này gọi là phá ban đầu em, phá ban đầu. Phá ban đầu. Được chưa các bạn nhá? Phá dao động và một thằng người ta gọi là phá ban đầu. Ok chưa? Rồi. Thế bây giờ chúng ta nhìn thấy là gì? Đấy, phá ban đầu. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi luyện những bài tập, đúng không? Để chúng ta hiểu hơn về phương trình mà thầy viết ra đây. Để cho các em nhá, hiểu hơn nhá. Bắt đầu này. Bài tập 11 các em, bài 11 ạ. Đấy, bài 11 ạ. Như sau ạ. Trước khi chữa bài tập thì các bạn đọc đề, các bạn tìm cho thầy đáp án được không? Và cho thầy 10 giây, thầy đi lấy một chai nước. Nhà các em. Đấy, các bạn đi tìm đáp án đi ạ. Và thầy sẽ quay lại 60 giây nữa. Đấy.
Ok, hết 10 giây các em nhá. Hết 10 giây rồi ạ. Hết 10 giây rồi ạ. Chúng ta sẽ chọn đáp án là gì ạ? Chúng ta chọn này. Khi nói về dao động điều hòa thì phát biểu nào sau đây là sai các bạn nhá. Sai này, tức là không đúng đấy. Câu nào sai các em? Thời gian ngắn nhất vật đi từ biên này đến biên kia hết một nửa chu kỳ, đúng không ạ? Các bạn biết thế này này. Đây, vật dao động điều hòa nhá. Vật dao động điều hòa là điểm P này này. Điểm P này này. Vậy thì khi điểm M nó quét nửa vòng, điểm M nó quét nửa vòng thì điểm P nó cũng sẽ chạy từ biên dương A, dương A và biên này. Biên này người ta gọi là biên dương và biên này người ta gọi là biên âm. Và đây là vị trí cân bằng O này. Vậy thì khi điểm M nó quét nửa vòng thì điểm P nó sẽ chuyển động từ biên này để đến biên kia và nó sẽ bằng 1/2 chu kỳ. Vậy câu A này là đúng em này. Dạ, A là đúng ạ. Rồi, câu B này. Vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đường tròn có bán kính bằng biên độ A. Vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đường tròn. Đấy. Bây giờ câu B này tạm thời thì chúng ta biết này, vật dao động điều hòa này, vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đường tròn có bán kính A. Thế đúng hay sai các em nhỉ? Câu B là câu gì? Câu sai luôn. Được chưa? Tại sao câu B câu sai luôn các em? Bởi vì vật dao động điều hòa ấy nó là có quỹ đạo là một đoạn thẳng em nhá. Đây, thằng này cứ lắc đi, lắc lại, lắc đi, lắc lại, lắc đi, lắc lại. Thì điểm P là hình chiếu của điểm M thì mới gọi là điểm dao động điều hòa. Và điểm dao động điều hòa đấy nó không có quỹ đạo là đường tròn, mà điểm dao động điều hòa đó thì có quỹ đạo là một đoạn thẳng, một đoạn thẳng. Được chưa? Nhắc lại, điểm dao động điều hòa đó có quỹ đạo là một đoạn thẳng em nhá. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án câu này là gì ạ? Là B luôn, câu sai ạ. Hai câu này thôi, khỏi đọc nhá. Đấy, B sai luôn ạ. Rồi. Chúng ta sang câu tiếp theo của em, câu 12. Câu 12 này. Câu 12 như sau ạ. Một vật dao động điều hòa có phương trình là x nó bằng trừ sin 2 pt trừ pn 3. Thì câu này người ta hỏi biên độ dao động và phá ban đầu. Đấy, rất nhiều người cũng hay sai câu này đấy, không phải đùa đâu ạ. Đấy, rất nhiều người không biết là sai đấy ạ. Bây giờ thầy hỏi phương trình này chưa phải là một phương trình chuẩn, chưa phải là một phương trình chuẩn của dao động điều hòa đúng không? Thì bắt buộc các em phải đổi. Thì các em đổi như sau này. Chúng ta phải đổi với x bằng a cos omega t cộng phi. Thì đấy mới là phương trình chuẩn của một vật dao động điều hòa. Và trên trong này thì biên độ nó phải dương, biên độ nó phải dương. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ đổi cái phương trình trừ sin này về hàm cos. Và theo lý thuyết toán học thì trừ sin alpha nó sẽ bằng cos alpha cộng pi trên 2. Đúng không em nhỉ? Cho hỏi công thức toán học này thì chắc chắn các em phải nắm được đúng không? Đúng không? Chắc là thầy sẽ không cần phải thiết phải phải giải thích tại sao lại có công thức này đúng không ạ? Còn nếu như bạn nào chưa nắm được công thức này thì các bạn có thể gì các em nhỉ? Là chúng ta có thể xem lại công thức toán học nhá. Thì cái này chúng ta sẽ có này. Cái này nó sẽ bằng là cos của 2pt trừ pi trên 3 cộng pi trên 2. Và sau đó thì các em sẽ ra được phương trình đó là gì? Cos 2pt cộng pi trên 6. Đúng không? Vấn đề còn lại là các em bấm máy tính thôi. Vậy thì chúng ta có cộng pi trên 6. Vậy thì nhiều bạn nhìn vào đấy bảo ô nó không có biên độ, nó biên độ bằng không. Không phải, đừng ngớ ngẩn như thế nhé. Thực chất ở đây nó là 1 các bạn ạ. 1 nhân với cái này. Đó. Và 1 nhân với cái này thì là 1 nhân với cos 2pt cộng pi trên 6. Vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn đáp án là B của bạn nhé, chọn B. Đấy, B nhá, B. Rồi. B nhá. Đây là A này, đây là A này. Còn đây chỉ là phá ban đầu là phi này. Ok chưa? A phi nhá. Xong câu này. Câu 13 các em, câu 13 này. Câu 13 như sau các em. Một vật nhỏ dao động trên quỹ đạo dài 10 cm, quỹ đạo dài 10 cm. Các bạn biết nó dao động thế này đúng không? Đây là trừ A này, đây là cân bằng O này và đây là dương A. Lắc đi, lắc lại, lắc đi, lắc lại. Và quỹ đạo này thì dài 10 cm. 10 cm. Vậy các em nhớ thầy đó là gì ạ? Chiều dài của quỹ đạo này thì nó chính là hai lần biên độ A bằng 10. Vậy sẽ ra chúng ta có A bằng 5 cm. A bằng 5 cm. A bằng 5 nhá.
Biết đồ án được định nghĩa là một nửa chiều dài quỹ đạo. Vậy á bằng 5 thì chúng ta sẽ loại gì ạ? À đó, xin lỗi, loại B. À đó, loại A và loại gì ạ? Loại B đi. C chưa loại nhá, C chưa loại. Thầy gạch nhầm thôi. Tiếp này. 100 giây thì nó hoàn thành được 20 dao động. Đó, 100 giây là 20 dao động. Và người ta bắt tìm tần số góc. Chúng ta có này. Thời gian là 100 giây. 100 giây thì nó thực hiện được 20 dao động. Vậy thì bây giờ thầy sẽ đi tìm chu kỳ của nó. Vậy chu kỳ bằng gì? Chúng ta nhớ lại định nghĩa của chu kỳ ạ. Chu kỳ là số dao động vật thực hiện. À xin lỗi thầy nói nhầm. Chu kỳ là thời gian nó thực hiện một dao động. Và thời gian thực hiện một dao động thì bằng gì kém? Thời gian thực hiện một dao động thì bằng thời gian chia cho số dao động nó thực hiện được. Nhớ lấy cái bên này nhá. Chu kỳ bằng gì em nhỉ? Chu kỳ bằng thời gian thực hiện dao động chia cho số dao động. Đấy chưa? Và cái này nó sẽ bằng là 100 giây mà chia cho 20. Và cái này bằng 5 giây. Từ đấy các em tìm được tần số góc. Thì công thức của tần số góc và chu kỳ là 2π mà chia t. Thì các em sẽ ra được bao nhiêu các em? À, các em sẽ ra được 2π mà chia cho 5. Đúng không? 2π chia 5 radian trên giây. Và 2π chia 5 radian trên giây. Thì câu này chúng ta hoàn toàn là chúng ta chọn C được. Chọn C nhá. Chọn C. Đúng không em nhá? C. 13C. Chuẩn rồi. Ok nhá. Các bạn comment nhiệt tình vào ạ. 13C đúng không ạ? Ok chưa? 13C các em nhá. Rồi, chúng ta sang câu 14 nào. 14 nào. 14 này. Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình x bằng 4 cos 2pt trừ biến 4. Người ta hỏi lý độ của vật tại thời điểm 3,5 giây. Câu này dễ quá nhỉ. Ok nhá. Câu này dễ quá. Lý độ của vật ở thời điểm 2,5 giây. Câu này chọn gì các em nhỉ? 14 này chọn gì các em? Thế xem nào. 14 các em comment đáp án là gì ạ? Lý độ của vật ở thời điểm là 3,5 giây. Thế là bao nhiêu các em nhỉ? Facebook có đang lag không nhỉ? Mà thầy sao thầy không đọc được comment của em nhỉ? Đợt này Facebook nó hay lag lắm các em ạ. Cả mập cắm liên tục. Ồ, thôi xong rồi. Thầy xem nào, còn comment thêm xem thầy đọc được không ạ? À, còn comment xem nào, 13 em tưởng A bằng 10. Đâu? 13 không phải A bằng 10 đâu, 13 là gì? Chiều dài quỹ đạo bằng 10. Quỹ đạo dài 10. Các bạn lưu ý là quỹ đạo dài 10 thì gì các em nhà biến đồ chỉ bằng 5 thôi nhá. Rồi, câu 14 này. Ok chưa? Rồi, câu 14 này. Một vật nhỏ dao động điều hòa, một vật nhỏ dao động điều hòa. Đây. Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình tương này đúng không? Câu này rất đơn giản là các em chỉ cần thay t vào đây là được. Thì các em sẽ tìm ra x ngay ạ. Vậy x ở đây nó sẽ bằng 4 cos của này 2pi nhân 3,5 đúng không? Trừ pi nhân 4. Và các em lưu ý là gì? Khi bấm máy tính thì các em phải để máy tính ở chế độ radian nhé. Còn thanh niên nào đấy mà để chế độ khác là chết đấy nha. Các bạn để đồ là sai nhá, để radian à. Và các em muốn để radian thì các em bấm shift 14 nha các bạn, shift 14 ạ. Các bạn bấm 4 này nhân với cos của này 3,5 là 7 shift pi này. Trừ đi cho pi nhân 4. Các em sẽ được âm 2,8 trừ 2,82. Và trừ 2,82 là bao nhiêu nhỉ? 2 căn 3 à? Không phải 2 căn 2 à? Ok, C nhá, à, B các bạn nhá, B ạ. B nhá. Chúng ta đã được âm 2 căn 2 ạ. Được không ạ? Âm 2 căn 2 các em nhá. Âm 2 căn 2 các em. B ạ. B nhá các bạn. Rồi. B các bạn nhá. Thì ở đây người ta hỏi lý đồ đúng không? Ở thời điểm này thì chúng ta chọn B luôn. B nhá. Xong ạ. Rồi ok nha, xong B ạ. Tiếp nào. Thật ra thì bài này có một cách làm nữa các bạn. Bài này có một cách làm nữa các bạn. Có muốn thầy nói cho cách nữa không ạ? Cách nữa là cái cách nó bản chất hơn một tí. Cách này là chỉ cần thầy tế vào thì cũng nhanh rồi ạ. Cách này cũng rất là nhanh rồi các em nhé. Nhưng mà có một cách nữa như sau các em này. Cách 2 để làm câu này là như sau các em. Chúng ta nhìn thầy làm cách 2 này. Cách 2 đó chính là gì?
Chúng ta có biên độ là 4 này thì thằng này sẽ có tọa độ là dương 4 đúng không? Đây là phần dương trục x này. Thằng ngoài cùng này sẽ có tọa độ là trừ 4 này. Các em nhìn vào đấy, vật này xuất phát ở vị trí là trừ biên 4, âm biên 4. Thì các bạn biết là âm biên 4 thì nó lệch về phía dưới đúng không? Âm biên 4 này. Lúc t bằng 0 ấy thì nó nằm ở góc 45 độ. Lúc t bằng 0 nó nằm ở góc 45 độ và lệch về phía dưới, bởi vì nó là âm 4 mà, thì nó lệch về phía dưới đúng không? Tiếp này. Người ta bảo gì nữa các em nhỉ? Lý đồ ở thời điểm này thì các em sẽ làm như sau này. Chúng ta sẽ tìm góc quét trước. À, cái cách 2 này là cách bản chất các em nhá. Góc quét của nó trong 3,5 giây sẽ là omega nhân với 3,5 giây. Và bằng này, omega là 2pi nhân 3,5. Đã 3,5 thì các em sẽ nhẩm ra được là 7pi. Và 7pi này có nghĩa là gì? 7pi này nó sẽ bằng 6pi cộng pi, 6pi cộng pi. 6pi cộng pi. Bây giờ sau khi thầy làm cách 2 ấy, thì thầy sẽ nói cho các em cái ưu việt của cách 2 là gì. Đấy chứ ạ, thầy sẽ nói rõ cho các em ưu việt cách 2 là gì. Cách 1 thì mấy bài đầu này hay dùng thôi. Nhưng mà sau này ấy, khi mà chúng ta học sâu hơn các em ạ, thì chúng ta lại dùng cách 2 nhiều hơn cơ. Đấy, bởi vì sau này dùng cách 2 các em có thể tính nhanh được vận tốc, được gia tốc, đúng không? Đấy, thầy chưa dạy vận tốc gia tốc. Nhưng mà sau này khi thầy dạy đến vận tốc gia tốc thì cách 2 sẽ là cách tuyệt vời hơn nhiều. Nó có thể tính được mọi thứ các bạn ạ. Cái hay của cách 2 là như thế cơ. Đấy. Từ từ, thầy sẽ cho các em hiểu bài hết. Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy tại sao thầy lại tách thành 6pi. Tức là thầy tách thành chẵn lần pi. Tại vì nó bắt đầu từ đấy các em nhé. Nó quét một vòng là 2pi này. Hai vòng là 4pi này. Ba vòng là 6pi này. Vậy thì khi thầy tách thành 6pi này thì thầy có thể bỏ nó đi. Tại sao thầy bỏ? Bởi vì thầy bỏ đi bởi vì là chẵn lần pi nó sẽ quay về vị trí ban đầu mà. Thì thầy có thể bỏ đi được không ạ? Rồi tiếp tục nghe này. Hình như cái cam mặt của thầy hơi lệch một tí cái cả thanh niên nhỉ. Rồi ok, đỡ lệch chưa nhỉ? Vẫn hơi lệch. Có cảm giác hơi lệch chứ nhỉ? Không sao ạ. Rồi tiếp này. Vậy 6pi nhá. Và đây là pi này. Vậy đây là pi ấy, thì các em sẽ hiểu một vấn đề, đó chính là do đây là pi nên thằng này nó sẽ quét một góc pi. Một góc pi tức là tương ứng với 180 độ các em nhá. 180 độ ạ. Đấy, 180 độ, vậy nó quét lên đâu? Bắt đầu từ đây nó quét lên đây các em này. Một góc 180. 180 độ. 180 độ thì góc này sẽ còn 45. Góc này còn 45. Đúng không? Tại sao góc này 45 ạ? Bởi vì hai góc này có tính đối gì? Đối xứng. Được chưa? Đấy, thầy chiếu xuống. Thì thằng này sẽ có tọa độ bao nhiêu? Chắc chắn là âm rồi ạ. Thế âm bao nhiêu các em nhỉ? Âm độ giai đoạn này. Âm độ giai đoạn này. Đúng không? Mà độ giai đoạn này ấy thì nó chính là bằng bán kính 4 nhân với cos 45. Vậy là 4 cos 45. Và các em sẽ ra được âm 2 căn 2. Đúng không? Cái này bằng âm 2 căn 2. Âm độ giai đoạn này đúng không? Thì là 4 nhân với cos 45. Hiểu chưa à các bạn ơi? Đấy, vậy cái này là âm 2 căn 2 nhá. Vậy câu này chúng ta ra chuẩn đáp án luôn B. Rồi, xong câu này ạ. Câu tiếp theo các em, câu 15 ạ. Câu 15 như sau. Một vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 10 cos 2,5 nhân pi t trên 2 trừ pi trên 5. Chu kỳ dao động của vật và phá ban đầu. Ok. Câu này chẳng qua là người ta muốn các em biến đổi một chút thôi. Đó, người ta muốn các em biến đổi một chút. Đúng không? Như sau các em. Đây, chúng ta có phương trình này, x bằng này. Đáp án là gì các bạn nhỉ? Đáp án là gì ạ? Bạn nào nhầm nhánh đáp án là gì ạ? Chắc chắn các bạn sẽ nhầm nhánh được ạ. Đấy, và thầy cũng đã gửi đề lúc 12 giờ trưa nay ở trên page của thầy, đúng không? Thì các bạn chắc là làm rồi đúng không? Thì chúng ta có là x ở đây bằng gì ạ? 10 cos. Thầy nhấn tung cái này ra nhá, 2,5 chia 2 là 1,25. Pi t trừ 2,5 chia 5 là 0,5 pi. Đấy, 0,5 pi. Thì thầy đã nhân tung ra. Thì đây câu này nó hỏi chu kỳ. Thì chu kỳ bằng 2 pi mà chia omega. Và cái này bằng 2 pi mà chia omega đúng chưa các em nhá? Thì omega bằng bao nhiêu? Omega chúng ta nó sẽ bằng 1,25 pi. 1,25 pi. Và các em sẽ bấm ra được là 2 chia 1,25 bằng 1,6 giây. Và phá ban đầu đúng không? Thì phá ban đầu thì chính là cái đại lượng này các em. Và đại lượng này đấy thì chỉ là 0,5 trừ 0,5 pi. Hay nói cách khác là trừ pi đến 2.
Được chưa? C. Đúng rồi, ok. Một số bạn comment nhiều nên là được lên phần cứng rồi đấy. Cố lên các bạn. Vậy cái này là C nhá. Vậy C thì chúng ta chọn gì em nhỉ? À đã xin lỗi không? To be an I thì các em chọn C. Ok chưa? Rồi. Bắt đầu quen rồi đúng không? Nhanh hơn một chút nhá. 16 nào. 16 nào. Cho vật trao đồng điều hòa với phương trình có lý đồ là 7 cos 2 pi t trừ biến 4. Rồi, phát biểu nào sau đây là chính xác? Ok chưa? Thế phát biểu nào là chính xác các em nhỉ? Chu kỳ dao động của vật là 2 giây, 2 pi giây. Thôi chết rồi. Cái này sai các bạn nhá. Chu kỳ không phải là 2 pi giây mà 2 pi này các bạn này là omega. Omega bằng 2 pi. Thì omega bằng 2 pi thì chúng ta sẽ dẫn đến là gì ạ? Chu kỳ T bằng 2 pi mà chia omega, tức là bằng 1 giây. Thì câu này là A là sai rồi này. A sai nhá. Ok chưa? Câu B này. Vật chuyển đồng trên quỹ đạo dài 7 cm. Sai luôn. Tại sao sai các em nhỉ? Tại vì ở đây chúng ta có biến độ là 7. Đúng không? Còn chiều dài quỹ đạo ấy thì nó phải là 2 lần biến độ, tức là trừ 7, đây là dương 7, đây là vị trí cân bằng O này. Thì chiều dài quỹ đạo nó phải là 2 lần biến độ, tức là 14. Đúng không ạ? Chiều dài quỹ đạo bằng 2 lần biến độ là 14. Vậy câu B này sai luôn em này. B sai nhá. Câu C này. Ở thời điểm bắt đầu, vật đi qua vị trí tức này theo chiều dương. Đúng hay sai em nhỉ? Chúng ta thử xem câu này có đúng hay sai nhá. Chúng ta sẽ dừng vòng tròn lượng giác để biết được thời điểm bắt đầu nó nằm ở đâu. Hãy nhìn vào phá ban đầu. Phá ban đầu là âm pi 4. Mà âm pi 4 tức là lệch về phía dưới. Đúng không? Lệch về phía dưới này. Và nó sẽ lệch về phía dưới một góc là 45 độ em nhé. Góc 45 độ này. Đấy, lúc T bằng 0 nó nằm đấy. Ở đây chúng ta có biết độ là 7. Biết độ là 7 thì cái này sẽ là 7. Và cái này bên này là âm 7. Đúng không? Đây là 7 và đây là âm 7. Thì các em chiếu lên đây này. Và các em chiếu lên đây thì các em nhìn thấy là khi điểm, khi lúc T bằng 0, OM hợp với UX một góc là âm 45 độ trừ biến 4. Thì các em nhìn thấy là khi điểm M quay thế này thì điểm P đang đi theo chiều dương. Ok, nó đúng được một ý rồi, đi theo chiều dương. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng xem tọa đồ này. Tọa đồ đấy là x ở đây này bằng bao nhiêu? Dương. Dương đồ dài đoạn này, dương OP. Dương OP. Mà OP thì bằng OM cos 45. Đúng chưa các em nhỉ? OP bằng OM cos 45 này. Và chúng ta biết là OM thì bằng 7 đúng không? OM bằng 7 này. Cos 45. Và cos 45 độ này ấy, thì nó sẽ bằng 7 căn 2 trên 2. Đúng không? Bởi vì cos 45 là căn 2 trên 2. Ồ thì câu C này chuẩn quá các em nhỉ. Thời điểm bắt đầu tức là thời điểm T bằng 0 ạ. Thì chúng ta có là x bằng tương này và chuyển đồng theo chiều dương. Ok chưa? Nhá, chuẩn luôn. C. Câu D này là sai, nó không nói rồi. Chúng ta tìm được câu đúng rồi, bỏ qua nhá. Rồi, C. Ôi câu này là dễ rồi này, câu này dễ rồi này. Câu 17. 17 cho riêng em. 17 nào. Đấy, 17 ạ. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng trừ 6 sin 5 pi t. Ở thời điểm 0,5 giây thì vật có lý đồ là bao nhiêu? Thì câu này chúng ta đáng lẽ ra bình thường nhé, thì các em phải đổi hàm sin này về hàm cos. Nhưng mà đối với câu này chúng ta không cần đổi luôn. Chúng ta thay trực tiếp t vào cho thầy. Tức là chúng ta sẽ thay t bằng 0,05 giây vào. Thì các em sẽ được x bằng trừ 6 nhân sin của 5 pi nhân 0,05. Và chúng ta sẽ ra được đáp án là bao nhiêu? Bấm nhá. 5 nhân 0,05 là 2. 5 nhân 0,05 này là 0,25. Sin của 0,25 pi này chúng ta nhân về trừ 6. Kém sẽ ra được là trừ 3 căn 2. Trừ 3 căn 2 kém nhá. Thì đối với câu này chúng ta thay trực tiếp t vào luôn, không cần đổi. Được chưa? Và 17 này tròn gì ạ? Thầy thấy bàn thu tròn A hình như bị nhầm một chút đúng không? Đó, thay nhầm rồi đúng không? Thay nhầm rồi nhá. Thì câu này chúng ta phải tròn B của bạn nhá. Tròn B ạ. Đó, tròn B. Câu này chúng ta không cần phải đổi xin về cốt, thay trực tiếp luôn cho thầy. Được chưa kém nhá? Ok chưa? Câu 18. Câu 18. Ui, câu 18 sao dài thế nhỉ? Trong cái khung hình của các em có nhìn được không ạ? 18 này, thầy đọc đây này. Một vật trao đồng điều hòa với phương trình x bằng 4 cos 2 pi t trừ 3 pi 4. Ok, đợi thầy đi. Thầy sẽ zoom cái màn hình cho các em nhìn được nhá.
Rồi, đợi tôi tí. Inbox. Các bạn đợi đây tí, thầy sẽ zoom cái màn hình cho các em có thể nhìn được. Rồi, ok, thế này là các bạn nhìn được rồi đúng không? Rồi, bắt đầu này. Thế các bạn biết là 18 là gì ạ? Các bạn nhìn được cả D chưa? Các bạn nhìn được cả D chưa? Đọc được cả D chưa? Rồi, bắt đầu nhá. Một vật chất đồng điêu hòa với phương trình x bằng 4, cos 2pt cộng 3pi trên 4. X tính bằng cm, t tính bằng giây. Gốc thời gian đã tròn là lúc vật có trạng thái chuyển động như thế nào? Trạng thái chuyển động là gì? Cái chữ trạng thái này này, nó bao gồm hai ý nghĩa. Ý nghĩa đầu tiên là chúng ta phải tìm được lý độ. Và ý nghĩa thứ hai là chúng ta phải tìm được là nó đang chuyển động theo chiều nào. Thì các em hiểu thế này này. Ở đây chúng ta có là gì? Nhìn vào phá ban đầu này các em nhá, nhìn vào phá ban đầu này này. Thì phá ban đầu này là dương 3 pi trên 4. Tức là lúc t bằng 0 ấy thì góc hợp bởi OM và OX là gì các em nhỉ? Là dương 3 pi trên 4. Hay còn gọi là cách khác là dương 135 độ. Đấy, được chưa? Vậy chúng ta nhầm này. Đây, nhầm này. Dừng vòng tròn lượng giác nhá. Đây là O này. Đây là OX này. Đây là trừ A, đây là dương A này. Ở đây chúng ta có biết được là 4 em nhá. 4 này, trừ 4. Và bên này là dương 4. Và lúc t bằng 0 ấy, thì góc hợp bởi OM và OX là 100 gì em nhỉ? 35 độ. 135 ạ. 135 nhá. Nhầm 135 này. 135. Dương nên nó nằm ở phần trên đúng không? Điểm M nằm ở phần trên này. OM hợp với OX 135 này. Bây giờ chúng ta chiếu xuống đây chúng ta được điểm P. Và điểm P chính là điểm mà có phương trình này. Điểm P chính là điểm có phương trình này. Đấy, và điểm P này nó sẽ có tọa độ là bao nhiêu các em nhỉ? Điểm P này nó sẽ đang đi theo chiều nào? Các em biết là điểm M ấy thì nó đang quét ngược chiều kim đồng hồ. Thì lúc đó điểm P đang đi theo chiều âm. Được chưa? Vậy đi theo chiều âm nhá. Mà đi theo chiều âm thì thầy sẽ loại là B này. Loại tiếp là gì nhỉ? Loại được mỗi B. Thế tọa độ bao nhiêu? Chiều xuống đây tọa độ âm nghe này. Vậy âm bao nhiêu chúng ta cùng xem nhá. Âm bao nhiêu này? X ở đây chắc là âm rồi. Bởi vì phần này là phần âm, còn phần này là phần gì? Phần dương. Thì âm bao nhiêu đây? Âm của OP. Và âm của OP tức là âm của OM mà nhân với cốt góc này. Đúng không? Chúng ta có OP này này. Thì bằng OM nhân cốt góc này. Thì cốt góc này bao nhiêu? Thì góc này 135 thì góc này là 45 em này. Góc này 45. Thì cốt 45. Được chưa? Nhân cốt 45. Và cái này bằng bao nhiêu em nhỉ? Trừ của OM. Thì OM chính là biên độ. Đó, chính là A, chính là 4. Đấy, 4 căn 2 trên 2. Và cái này bằng âm 2 căn 2. Được chưa? Vậy đáp án cuối cùng sẽ là âm 2 căn 2 và đang chuyển động theo chiều âm. Đấy. Vậy câu này chúng ta sẽ chọn là gì? Trừ 2 căn 2 và đang chuyển động theo chiều âm. Ok, chọn C các bạn nhá. Ừ, tốt ạ. Nhiều bạn comment đúng rồi ạ. Ok, rồi, tiếp nào. Câu 19. À, 19 này quen thuộc rồi này. Làm nhiều thì thành quen thôi em. 19 là gì ạ? 19 này. Câu 19. Chúng ta sẽ có 19 như sau em. 19 nhá. Vật nhỏ ra đồng điêu hòa với phương trình, bạn đợi thầy tí nhá. Câu 19 là gì các em nhỉ? Câu 19 này. Vật nhỏ ra đồng điêu hòa với phương trình x bằng tương này các em. Lý độ của nó ở thời điểm là 1,5 giây. Câu này nói nhiều được đúng không? X bằng 2 cos 0,5 pi. Nó bảo ở thời điểm là 1,5 giây thì các em chỉ cần thay 1,5 vào. Thay t này bằng 1,5 vào, đúng không? Trừ viên 4. Và cuối cùng các em bấm máy tính. Được chưa? Thì câu 19 này các bạn bấm ra gì các bạn ơi? 19 này các em bấm ra gì ạ? 3pi 3 cp trừ 1/4 pi đúng không? Cp trên 4. Trên 4. Cos x nhân 2. Các em sẽ ra được trừ là 1,41. Và trừ 1,41 này tại sao thầy bấm là nhầm chỗ nào mà không ra đáp án nhỉ? Hay là thầy bấm nhầm chỗ nào? 0,5 này nhân 1,5 này nhân
CP này trừ CP trên 4, chắc là thầy bấm nhầm đấy. À ừ, thầy bấm nhầm thật, xin lỗi các bạn, lúc này thầy bấm 3P, thầy bấm nhầm nhá, thầy bấm nhầm như này, thầy bấm nhầm các bạn, thầy bấm nhầm nhá, ok thầy bấm nhầm. Thì cái này nó là 0.5 nhân 1.5 này, trừ 1 chia 4 này, nhân với đây cốt là không các bạn nhá, chúng ta ra không ạ, không nhá, thầy bấm nhầm cái chỗ lúc đầu ạ, không thì chọn B các bạn nhá, chọn B, ok chưa, rồi, câu 20 ạ. Thì ngày hôm nay thầy sẽ chữa đến câu 20 nhá các bạn, còn các bạn vào lấy D thì thứ 5 tuần này thì thầy sẽ chữa cho các em tiếp những cái câu còn lại và cho các em một cái đề mới, được chưa? Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nhẹ nhàng 20 câu rồi đã, để các bạn có thể nắm được kiến thức cái đã, được chưa? Rồi, còn tất nhiên là các lớp offline hay là các lớp live của thầy trong nhóm kín, đúng không? Thì đều có bài tập, đúng không? Và rất là nhiều bài tập thì các bạn phải hoàn thành, và chúng ta sẽ có những cái buổi học quan trọng ở trong nhóm kín nha các bạn. Rồi, câu 20 này. Một vật chất đồng điều hòa với quỹ đạo dài 10 cm. Ok, nghe cái này quen không ạ? Quỹ đạo dài 10, đúng không? Đây trừ A, đây dương A này, đây là cân bằng O này. Quỹ đạo dài 10 thì suy ra một nửa quỹ đạo chính là biên độ A và bằng 5 cm. A bằng 5 nhá. A bằng 5 đúng không? Thì nhìn vào đây chúng ta loại ngay đáp án AC này. Trong quá trình làm trắc nghiệm các bạn ạ, thì cái quan trọng nhất đó chính là đáp án đúng. Vậy thì muốn tìm được đáp án đúng thì phải loại đi đáp án sai. Vậy thì nếu như chúng ta muốn loại đáp án sai thì bắt buộc chúng ta phải đọc phát thấy dữ kiện nó sai, chúng ta gạch luôn. Vậy xác suất đúng là 50-50. Nó giống như kiểu chơi trò ai là triệu phú ấy. Đúng chưa các em nhá? Tiếp nào. Rồi. Cứ 100 giây thì nó thực hiện 50 dao động. Thông tin này giúp các em tìm được chu kỳ các em nhá. Như thầy đã nói thì chu kỳ bằng thời gian thực hiện dao động chia cho số dao động. Hay nói cách khác là gì? Nếu cho chúng ta lấy số dao động nhân với thời gian thực hiện một dao động chính là chu kỳ ấy, thì chúng ta đã được tổng thời gian. Vậy cái này bằng bao nhiêu? Chu kỳ thời gian ở đây là 100 giây này chia cho 50 và cái này bằng 2. Chu kỳ bằng 2 thì chúng ta tìm được omega bằng 2 pi mà chia chu kỳ t tức là bằng pi. Được chưa? Vậy biên độ là 5 này, omega là pi này. Ồ, cả hai cái này đều đúng cả đâu. Được chưa? Omega và pi, cả hai cái này đều đúng cả. Bây giờ chúng ta phải tìm được pháp ban đầu. Tìm được pháp ban đầu này này. Người ta bảo biết tại thời điểm ban đầu vị trí của vật đi qua vị trí x bằng trừ 2.5 căn 3 và chuyển động theo chiều dương. Rồi, vậy để tìm phí này ấy, thì có hai cách tìm, đúng không? Cả hai cách tìm, cách 1 này. Cách 1 chúng ta sẽ nhớ cho thầy công thức này. Chúng ta có x bằng a cos omega t, omega t cộng phi. Và thời điểm ban đầu là thì điểm t bằng 0. Thì khi mà t bằng 0 ấy thì các em sẽ có x bằng a cos phi. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ hiểu được là cos phi nó sẽ bằng gì? Cos phi nó sẽ bằng x chia a. Trong đó a này là biên độ, còn x này ấy là lý độ lúc t bằng 0, hay còn gọi là thời điểm ban đầu. Vậy các em nhìn này này, biết rằng tại thời điểm ban đầu thì lý độ bằng trừ 2.5 căn 3. Vậy chúng ta có thời điểm ban đầu là lý độ này, trừ 2.5 căn 3 này. Nhớ là x là lý độ thời điểm ban đầu này, chia a này, a là 10, à đâu, a là 5 này. Thì các em được trừ căn 3 trên 2. Vậy xuất ra chúng ta có phi, nó sẽ bằng này. Khi mà chúng ta bấm được cái này ấy, thì các em sẽ có phi là cộng và trừ. Cộng và trừ gì ạ? Shift code của cộng và trừ của căn 3 trên 2 là, cộng và trừ là gì ạ? 5 pi trên 6. Cộng và trừ 5 pi trên 6. Nhưng ở đây vật đi theo chiều dương, vật đi theo chiều dương. Thì các bạn nhớ này, để vật có thể đi theo chiều dương ấy thì lúc đấy điểm M nó phải nằm trên hay nằm dưới anh em nhỉ? Đây. Các bạn hiểu thế này nhá. Biên độ là 5 này, trừ 5 này. Đó, trừ 2.5, trừ 2.5 căn 3 này. Trừ 2.5 căn 3 đúng chưa? Vậy thì khi vật đi theo chiều dương ấy, đúng không? Thì các bạn biết là điểm P này đi theo chiều dương này, thì điểm M nó phải nằm dưới vòng tròn. Và điểm M nằm dưới vòng tròn thì lúc đấy OM hợp với X chắc chắn là một góc đó là sẽ là âm rồi. Đây là lúc T bằng 0 các em nhá. Góc âm rồi. Đó, góc này chắc chắn là âm rồi các em ạ. Và âm bao nhiêu ạ? Góc này là âm, thì âm thì suy ra. Các bạn nhớ thầy luôn cho thầy này. Vật đi theo chiều dương thì phi âm. Còn như vật mà đi theo chiều âm ấy
thì phi dương. Đây là chúng ta đang xét lúc t bằng 0 em nhá, lúc t bằng 0 này. Được chưa? Lúc t bằng 0 nếu như vật đi theo chiều dương thì phi âm, còn vật mà đi theo chiều âm thì phi dương. Nhớ lấy, bạn nào mà chưa nắm được thì nhớ lấy ạ. Vậy thì câu này ở đây là vật đang đi theo chiều dương, mà vật đang đi theo chiều dương thì phi nó phải âm. Vậy âm thì nó là phi nó sẽ bằng âm 5 pi trên 6. Được chưa? Vậy câu này chúng ta sẽ chọn đáp án B. Đó là cách 1 nhé. Cách 1. Đó, cách 2 này. Cách 2 tìm phi các em này. Cách 2 tìm phi chính là các em dừng vòng tròn lượng giác. Các em sẽ có biên độ là 5 nhé. Chúng ta có biên độ 5, bên này là trừ 5 này. Lúc t bằng 0 nó đi qua vị trí là trừ 2,5 căn 3. Trừ 2,5 đây các em này. Trừ 2,5 căn 3. Và các em nhìn biết là gì? Đây là điểm P, tức là nó cho điểm P. Còn em muốn tìm phi ấy, thì các em phải tìm được góc hợp bởi OM và OX lúc t bằng 0. Vậy thì các em muốn tìm được phi này ấy, thì các em phải tìm được điểm M. Và điểm M là điểm gì? Điểm M chính là điểm chuyển động tròn đều mà hình chiếu của nó là điểm P. Vậy bây giờ có P tìm M kiểu gì? Chúng ta lại dừng một đường thẳng vuông góc với OX. Đây là OX này. Dừng một đường thẳng vuông góc với OX đi qua P. Đúng không? Và nó sẽ cắt vòng tròn tại hai điểm. Vậy đây là M và đây là M. Nếu như M nằm trên này thì P nó đi theo chiều gì? Chiều âm. Còn M mà nằm dưới này thì P đi theo chiều dương. Ở đây đề bài nó đang cho là đi theo chiều gì các em ơi? Chiều dương. Đúng không? Do đề bài nó đang cho đi theo chiều dương nên chúng ta sẽ lấy điểm M ở phía dưới. M ở dưới chiếu lên đây, P đi theo chiều dương. Nhớ là nó quét ngược chiều khi đồng hồ nhá. Đây. Đấy. Chúng ta có góc này các em này. Và góc này chính là phi. Vậy phi ở đây bằng bao nhiêu? Các em muốn tìm được góc này ấy thì các em phải tìm được góc này này. Thế đặt góc này là gamma đi ạ. Thế cốt gamma bằng gì ạ? Cốt góc này bằng k chia huyền, tức là OP chia OM. Mà OP, độ dài OP là 2,5 căn 3 chia 5, và cái này bằng căn 3 trên 2. Thì dẫn đến góc phi gamma này bằng 30 độ. Góc này gamma bằng 30 thì góc phi nó sẽ bằng là, góc này thực chất là 135 độ. À đâu, 150 độ. 150 độ. Nhưng do nó lệch về phía dưới nên góc đấy nó sẽ âm, đúng không? Thì nó sẽ là âm 135, à 150. Và cái này bằng âm 5 pi 6. Đấy, thì đó là có hai cách. Được chưa? Đó cả hai cách, được không? Đấy. Vậy thì âm 5 pi 6 thì câu này đáp án của chúng ta là gì ạ? Nhớ nhá, góc âm bởi vì nó lệch về phía dưới, đúng không? Và âm 5 pi 6. Vậy câu này chúng ta sẽ cho đáp án là B các bạn nhé. B. B. Rồi. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là gì? Những cái bài tập này thì thầy đều làm cho cả hai cách, đúng không? Và các bạn có thầy thấy là có một số bạn vẫn đang kiên trì xem đến tận cuối, thầy rất là cảm ơn các em. Và bạn nào đang xem đến tận livestream đến tận cuối, các bạn comment cho thầy tên của bạn xem nào. Các bạn chỉ cần comment số 1 là được, thì thầy sẽ đọc tên các em, thì thầy sẽ biết là bạn nào đang rất là ủng hộ thầy, đúng không? Bạn nào đang rất là gì nhỉ, chăm chút nghe giảng bài giảng của thầy. Để cho các em nhá. Và đây là một cái buổi đầu tiên để thầy khởi đầu cho 2K4 ở trên page. Và tất nhiên là thầy đã có những rất là nhiều buổi dạy ở trong nhóm kín rồi. Còn đây là buổi đầu tiên nên là thầy muốn làm quen với các bạn một chút. Thì bạn nào vẫn đang xem đến tuần cuối, các bạn comment số 1 được không ạ? Thì thầy để thầy biết được là gì các em nhỉ? Các bạn đang rất là quan tâm đến thầy ạ. Và thầy gửi lời cảm em, gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đấy đang comment số 1 ạ. Rồi, Giang Phan, ok. Ngọc Nam, Duy Đức, Khắc Duy, Thủy. Rồi, rất là cảm ơn các em nhé. Các bạn có thể chia sẻ về tường cũng giống như là chia sẻ về cho nhóm bạn của mình để các bạn có thể xem lại để cho các em nhỉ. Rồi, cảm ơn các em. Rồi, Tà Tuấn Hải, ok. Nguyễn Trang, ok. Khánh Linh. Rồi, Lan Anh, ok. Rất là nhiều bạn đang còn xem. Vậy thì các em nhìn thấy là gì ạ? Những cái buổi học chúng ta ở trong nhóm kín thì thầy đã ôn tập cho các em qua cái bài live này, thì các bạn có thể gì ạ, xem lại những các bạn đang chưa được xem từ buổi đầu nhá. Rồi, ok rồi. Còn bây giờ ấy thì rất là cảm ơn các bạn đã xem đến tận cuối và cũng cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ cái bài live của thầy. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây và hẹn gặp các em vào buổi live tiếp theo.
thầy sẽ có thông báo buổi live tiếp theo ở trên fanpage của mình, đúng không? Còn cả cái buổi live ở trong nhóm kín thì tất nhiên là thầy sẽ thông báo trong nhóm kín. Đấy, được chưa? Chào nhau cả nhà. Đấy, các bạn nhớ nhá. Các em là ngọn lửa, còn thầy là một môi lửa. Thầy sẽ châm, thầy sẽ bôi cho các em bùng cháy, đúng không? Trong cả một năm học, được chưa? Chào các em nhá. Hẹn gặp các em vào buổi live tiếp theo các bạn nhá. Chào các em. Rồi, thầy chào tất cả các em ạ.